Y đạo quan đồ trương nhất châm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 461, không làm việc trái với lương tâm. Trương Dương hỏi như vậy, là vì hắn biết rằng Kim Sa cũng có một phần đầu tư của cha Tấn Bắc, là người hợp tác trong việc làm ăn ở cha Tấn Bắc, Khư Phụng Tiên đại diện ra mặt cũng là việc bình thường. Khư Phụng Tiên nói, không sao, chỉ là mời mọi người thôi. Sau khi rượu và thức ăn đã được mang lên, Khư Phụng Tiên bảo người phục vụ đi, đích thân rót rượu cho họ, cầm cốc lên nói, sự việc đầu tư vào sân bay mới từ lâu vẫn chưa có dịp nói lời xin lỗi trực diện với mọi người, bữa cơm ngày hôm nay coi như là lời xin lỗi của tôi. Đỗ Thiên Giã cười nói, đầu tư có phải là việc có thể quyết định được đâu, việc này đã qua rồi, hà tất phải nhắc lại làm gì. Khư Phụng Tiên nói, sau việc này tôi cảm thấy rất ngại gặp anh họ, giờ đây vấn đề tiền của mọi người đã được giải quyết, tôi mới dám nhắc lại chuyện này. Đỗ Thiên Giã cười ha ha nói, tình thân vẫn là tình thân, những việc làm ăn không thể nào tính vào trong đó được. Trương Dương cùng với họ uống hết cốc rượu này. Đỗ Thiên Giã không chịu nổi nói, tiểu tử nhà cậu ngày càng xuất sắc rồi, dẫn một đám hòa thượng đến trước cổng Kim Sa nhà người ta đọc kinh, cậu còn để người ta làm ăn không? Trương Dương nói, tôi đã nói rồi mà, tiệc không có tiệc ngon đâu, tiểu thư Khư hôm nay mời anh đến đây là để làm thuyết khách đấy. Khư Phụng Tiên cười nói, đừng nói như vậy, trước khi anh đến tôi không hề nhắc đến việc Kim Sa này, cha tiên sinh thật sự đã đầu tư vào Kim Sa một ít tiền, có điều anh ấy chỉ là cổ đông nhỏ thôi, đầu tư cũng chỉ là nể mặt tiểu thư Vương, giống như làm một hành động mang tính tượng trưng vậy, việc làm ăn của Kim Sa tốt hay không tôi, chúng tôi chẳng hề để ý, việc kinh doanh của Kim Sa chúng tôi cũng không tham dự vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nói, cô mời tôi ăn cơm thật không phải là vì Kim Sa. Khư Phụng Tiên lắc đầu nói, đương nhiên là không phải. Đỗ Thiên Giã nói, sự việc Kim Sa tôi phải nói một chút, hôm nay có rất nhiều người tìm đến chỗ tôi nói chuyện, và tôi cũng đã nhận được không ít điện thoại. Trương Dương, làm vừa vừa là được rồi, đừng có làm quá đáng, đến cuối cùng mọi người cũng chẳng còn mặt mũi đâu nữa. Trương Dương nói, câu này của anh tôi không thích nghe đâu, nếu như không phải tôi đánh được. Thì ba tên côn đồ tối qua đã chém chết tôi ở cổng Kim Sa rồi, trong đó có hơn 10 người, đều là người chạy từ trong Kim Sa ra, nếu là anh, thì anh có chịu nổi việc này không? Đỗ Thiên Giã nói, cậu là một cán bộ quốc gia, không có việc gì cậu cứ đến chỗ đó làm gì. Trương Dương nói, tôi không muốn đi, là Ngô Trung Nguyên cứ mời tôi đi đấy chứ, Kiều Bằng Cử cũng ở đó, người ta là con trai của bí thư tỉnh ủy, anh nói xem tôi có thể không nể mặt được không? Đỗ Thiên Giã nói, hôm nay tôi đã nghe thấy vô số người nói đến việc của Kim Sa, cậu tìm một đám hòa thượng đến đó đọc kinh, làm cho tất cả mọi người đều biết, giờ đây người dân đều nói cục công an của chúng ta làm việc không ra gì, làm cho Vinh Bằng Phi khá là bị động. Trương Dương cười nói, anh ta bị động không phải là vì chuyện này, mà là anh ta kỵ Vương Bá Hành, Vương Bá Hành nhất định đã gây cho anh ta áp lực không nhỏ, đúng rồi, thính trưởng Vương của chúng ta đã gọi điện cho anh chưa? Đỗ Thiên Giã lườm hắn, không nói gì. Tên này biết rồi mà còn cố tình hỏi. Khư Phụng Tiên nói, Trương Dương, sao anh lại có thành kiến lớn như vậy với Kim Sa? Trương Dương nói, không biết nữa, dù sao thì từ khi tôi bước chân vào chỗ đó tôi đã cảm thấy không thoải mái. Khư Phụng Tiên cười, cầm cốc rượu lên nói, những việc không vui vẻ đừng nhắc đến nữa, tôi mời mọi người đến đấy ăn cơm, là muốn mọi người được vui vẻ, chứ không có mục đích gì khác. Trương Dương nói, câu này tôi thích nghe đấy. Đỗ Thiên Giã uống cốc rượu rồi nói, có điều có một vài khu vui chơi cần phải chỉnh đốn một chút, nếu không thì rất dễ biến thành cái ổ tội phạm. Trương Dương chậm chậm đặt cốc rượu xuống nói, Vương Quân Giao là người thế nào? Khư Phụng Tiên nói, tôi gặp bà ấy một lần ở Kinh Thành, đã hơn 50 tuổi, là người Trung Quốc quốc tịch Mỹ, Vương Quân Giao là tên Trung Quốc của bà ấy, mọi người đều gọi bà ấy là Hải Sắt Phu Nhân, vào thời kỳ cách mạng văn hóa bà ấy đã đến Hồng Kông, sau này chuyển đến nước Mỹ. Giống rất nhiều người Trung Quốc đi Mỹ vậy, bắt đầu làm từ nghề rửa bát, sau này mở một quán ăn Trung Quốc ở Mỹ, trở thành phú ông ngành ăn uống, giờ đây mấy thành phố lớn của Mỹ đều có quán ăn của bà ấy, châu Âu cũng có đại lý của bà ấy. Sau khi đã làm ăn lớn rồi bắt đầu tiến quân vào thị trường vui chơi. Đã kết hôn một lần, gả cho một phú ông, kết hôn chưa đến một năm thì phú ông đó đã chết rồi, để lại cho bà ấy một khoản di sản lớn. Trương Dương cười nói, thời đại cách mạng văn hóa đi Hồng Kông, những năm tháng đó, có lẽ là vượt biên trái phép nhỉ. Khư Phụng Tiên cười nói, việc này tôi chưa từng nghĩ đến,
nhưng Hải Sắt phu nhân trước kia đã từng về quê, cuộc đời của bà ấy có thể nói rằng là một truyền kỳ, quan hệ của bà ấy và Thính trưởng Vương, chúng tôi gần đây mới nghe nói đến. Trương Dương gật đầu nói, cứ làm ăn ở cửa hàng người Hoa của bà ấy là được rồi, lại còn phải về nước làm loạn lên nữa. Khư Phụng Tiên nói, có ai là ghét tiền đâu. Trương Dương nói, có cơ hội, tôi thật sự muốn gặp nhân vật truyền kỳ này một chút. Đỗ Thiên Dã nói, không ngờ Thính trưởng Vương lại có người em gái như thế này. Khư Phụng Tiên nói, Hải Sắt phu nhân có mối quan hệ khá tốt với thượng tầng, tổng giám đốc cha của chúng ta cũng đối tốt với bà ấy lắm. Điều Đỗ Thiên Dã quan tâm nhất vẫn là tình hình sân bay của Giang Thành, nên gã đã hỏi về tiến triển của công trình sân bay mới. Trương Dương cười nói, tổng giám đốc của Kiến Thiết Bình Trung Ngô Trung Nguyên đã đến rồi, tối qua đã mời cả thị trưởng Tả và chủ nhiệm Triệu đến, để gây áp lực cho tôi. Đỗ Thiên Dã nghe nói đến việc này cười lên, tên Trương Dương này thật sự là một tên không dễ trị, Ngô Trung Nguyên muốn dùng uy của cấp trên để gây áp lực cho hắn, đây là điều sai lầm hoàn toàn. Trương Dương nói, có điều người này cũng được coi là có chút năng lực, Kiều Bằng Cử cũng được gã mời từ Đông Giang đến rồi. Đỗ Thiên Dã cười nói, người ta chỉ là muốn cậu ý thức được thực lực của anh ta thôi, để cậu xây dựng cho tốt. Trương Dương nói, tôi coi tất cả công trình kiến trúc là như nhau cả, thực lực của anh ta có mạnh tôi cũng không sợ, thực lực của anh ta yếu kém tôi cũng không hiếp đáp gì anh ta, chỉ cần anh ta làm việc cho tử tế, mọi người sẽ chẳng đả động gì đến nhau cả. Đỗ Thiên Dã nói đến việc này, tôi lại phải nhắc nhở cậu một chút, giờ đây bên sân bay mới đang truyền đến không ít những thông tin trái chiều về cậu, nói rằng cậu chỉ nhận người thân, cho người giám sát Nhật Bản quyền lực quá lớn, giúp người Nhật ức hiếp người Trung Quốc chúng ta, nói rằng cậu là Hán gian của thời đại mới. Trương Dương cười nói, anh có tin không? Đỗ Thiên Dã nói, tôi không tin, nhưng không thể nào quản được miệng lưỡi người đời, làm sao bắt người ta không nói chuyện được. Trương Dương nói, chẳng phải anh thường nói, đi con đường của mình, kệ mặc người ta nói gì hay sao? Tôi đã từng nói điều đó à? Trương Dương nói, người ta nói tôi vì tôi đã kiên trì nguyên tắc của mình, nên động chạm đến lợi ích của họ, người Nhật Bản thì đã làm sao? Nhìn người phải nhìn cho công bằng, tôi thấy Kameda làm việc rất chăm chỉ, lại yêu cầu ngặt nghèo, có lợi cho chất lượng công trình, tôi lại là người chẳng hiểu mấy về mảng công trình, nếu như không có người trong ngành để dựa vào. Người ta làm nhắng nhít cho qua là xong, rồi công trình sân bay mới này cứ như vậy, về sau nhất định sẽ xảy ra chuyện, đến khi xảy ra chuyện ai đến lãnh trách nhiệm cơ chứ? Dù sao thì tôi không lãnh nổi trách nhiệm đó, Bí thư Đỗ, anh cảm thấy anh có lãnh nổi à? Đỗ Thiên Dã trừng mắt với hắn, sao tôi cảm thấy những lời này của cậu thật đầy tính khích bác thế nhỉ? Trương Dương nói, đây gọi là sự thật mất lòng, anh làm quan lớn quen rồi, thích người ta nịnh hót, tôi nói sự thật. Thì đương nhiên anh không quen rồi. Khư Phụng Tiên cười khanh khách, Đỗ Thiên Dã cười chửi, tiểu tử nhà cậu lại bệnh cũ tái phát rồi. Khư Phụng Tiên cười nói, trước khi đến đại lục tôi đã nghe nói trị an của đại lục rất tốt, không ngờ ở chỗ này của các anh cũng có nhiều người phạm tội như vậy, và cũng có cả xã hội đen nữa. Đỗ Thiên Dã là bí thư thị ủy của thành phố Giang Thành, nghe em họ nói như vậy, cảm thấy rất xấu mặt, gã thở dài rồi nói, nước lớn, người đông. Làm sao tránh khỏi điều đó được, có điều đây chỉ là những hiện tượng cá biệt thôi. Trương Đại Quan cảm thán nói, chính là vì thế, nên tôi mới không hề nương tay với chuyện này, nếu như không chỉnh đốn cho tử tế, thì về sau sẽ xảy ra những sự việc tương tự thế, lần này xảy ra trên người tôi có thể đỡ được dao kiếm của họ, nếu như là người khác, thì nhất định sẽ xảy ra án mạng rồi. Đỗ Thiên Dã nói, có một vài việc cần phải làm từ từ, nếu như bắt nhiều quá. Thì người khác sẽ nghị luận rằng môi trường đầu tư của chúng ta quá kém, không chú ý đến việc kiến thiết môi trường. Trương Dương nói, cái gì mà là kiến thiết môi trường chứ? Xây dựng nhiều mấy hộp đêm, gọi nhiều mấy em đến uống rượu nhảy múa hát ca được gọi là cải thiện sao? Đỗ Thiên Dã tức giận nói, tôi có nói thế sao? Trương Dương nói, có một vài việc rất khó nắm vững được nó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta để kệ có phát triển một cách tự do, mà Ích Lượng là một người có tiền đò. Lúc đầu gã dỡ bỏ hoàng gia giá Nhật là vì ở đó phát sinh quá nhiều chuyện đồi trụy, giờ đây Kim Sa cũng chẳng khác gì. Đỗ Thiên Dã nói, vẫn là câu nói đó, cậu cần phải có bằng chứng, chúng ta làm việc không chỉ cần có luật pháp mà phải cần có cả bằng chứng nữa. Trương Dương nói, vì thế phải kiểm tra, nếu không kiểm tra thì làm sao có bằng chứng. Đỗ Thiên Dã không chịu nổi miệng lưỡi của tên này, chán chẳng muốn phí lời với cậu, dù sao thì cậu nhớ rõ cho tôi, có việc thì không sợ việc. Nhưng không có chuyện gì đừng đi gây chuyện.
Trương Dương nói, bây giờ là người ta gây chuyện đến đầu tôi rồi, tôi phải trả lại ngay cục tức này. Khi nói chuyện điện thoại của hắn vang lên, Trương Dương nghe điện thoại, đó là Phó Bí Thư Kỷ ủy tỉnh Lưu Diễm Hồng gọi đến, cô ta đến Giang Thành xử lý việc của Tào Chính Dương, vừa làm xong công việc, giờ đã ở sở chiêu đãi số 1, bảo Trương Dương đến quán cà phê nói chuyện. Trương Dương đặt điện thoại xuống nói với Đỗ Thiên Dã, Bí Thư Lưu ở Kỷ ủy đến rồi. Đỗ Thiên Dã hơi ngớ người, Lưu Diễm Hồng lần này đến không hề nói với gã câu nào, gã thấp giọng nói gì rồi. Trương Dương nói, chỉ là bảo tôi đến quán cà phê Lam Điểu ở sở chiêu đãi số 1 gặp cô ấy thôi, không nói chuyện gì khác. Đỗ Thiên Dã nói, cậu đi mau đi, xem bà ấy đến Giang Thành rốt cuộc là vì chuyện gì. Với họ, Kỷ ủy tỉnh đến Giang Thành nhất định không phải là chuyện gì hay ho. Trương Dương gật đầu, Khư Phụng Thiên nói, cùng đi đi, dù sao thì chúng ta cũng ăn kha khá rồi. Mấy người cùng đi ra khỏi quán cơm phố cổ, Trương Dương sau khi chào tạm biệt họ, lái xe đến quán cà phê Lam Điểu. Trong quán cà phê chẳng có mấy khách, Lưu Diễm Hồng ngồi ở góc gần cửa sổ đợi hắn, thấy Trương Dương đến, cười vẫy tay với hắn. Trương Dương cười bước đến, Bí Thư Lưu đại giá, sao không nói trước một tiếng, để cháu làm tốt công tác tiếp đón. Lưu Diễm Hồng cười nói trước thì các cháu đã có chuẩn bị rồi, dù là có vấn đề thì cũng bị các cháu giấu giếm đi mất rồi. Trương Dương ngồi xuống đối diện với bà ta nói, trong mắt mấy người là mở kỷ ủy như các gì chẳng có mấy người tốt, bất cứ cán bộ nào trong mắt các gì đều có vấn đề cả. Lưu Diễm Hồng nói, giờ đây tỷ lệ phạm tội trong đội ngũ cán bộ ngày càng lớn rồi, nhiệm vụ của kỷ ủy chúng tôi là thanh lọc những phần tử xấu trong đó, giảm bớt tỷ lệ phạm tội. Trương Dương gọi một ấm trà long cảnh, uống một ngụm trà rồi chau mày nói, trà này mà cũng bán được 20 tệ, thật là chặt chém. Lưu Diễm Hồng cười ha ha. Trương Dương nói, lần này gì đến đây dự định điều tra cán bộ nào thế? Lưu Diễm Hồng nói, đến đây chủ yếu là để tìm hiểu tình hình của Tào Chính Dương. Trương Dương nói, tìm hiểu thế nào rồi? Lưu Diễm Hồng nói, chứng cứ tham ô phạm tội của Tào Chính Dương đã đưa cho địa phương xử lý rồi. Tôi đến đây chỉ là để tìm hiểu xem trong quá trình xử lý sự việc này, các cậu có hành vi phạm pháp hay không thôi. Trương Dương nói, gì sợ chúng cháu đối xử không công bằng phải không? Lưu Diễm Hồng lắc đầu nói, những trình tự đó theo bình thường thôi, nhưng gần đây có một hiện tượng rất kỳ lạ, càng là những cán bộ sắp về hưu, thì càng nằm trong những người tham ô, có lẽ họ cảm thấy mình sắp về hưu rồi, nên lợi dụng khi trong tay còn quyền lực, cố gắng lấy chút lợi ích cho mình. Trương Dương nói, thái độ của những người này không bình thường, xét cho cùng cũng chính là vì ích kỷ thôi, làm đến cuối cùng lại bị vướng vào việc này, hà tất phải vậy. Lưu Diễm Hồng nói, đây là điểm xấu xa của con người, chắc vậy. Trương Dương nói, sự việc của Tào Chính Dương vốn cũng chẳng làm to đến mức độ này, nhưng vợ của y từ đầu đến cuối cho rằng cái chết của y là do lãnh đạo thành phố gây nên, bắt buộc phải điều tra, mấy ngày trước, tỉnh trưởng Tống đến khởi công, không hiểu sao bà ta làm thế nào lấy được tin này, trực tiếp xông đến quỳ rạp trước mặt tỉnh trưởng Tống, trước mặt nhiều người như vậy, nhất định thị trưởng Tống phải ra vẻ một chút rồi, vì vậy bảo chúng cháu điều tra cho rõ ràng, không thể làm oan một đồng chí tốt được. Nhưng không ngờ đi điều tra lại điều tra ra vấn đề lớn. Lưu Diễm Hồng nói, thế nên mới nói con người không thể đi sai đường, nếu như anh đi sai, thì ngay cả cơ hội quay đầu lại cũng không còn nữa. Trương Dương nói, người cũng đã chết rồi, nói những điều này giờ chẳng còn tác dụng gì nữa, gì đến là để tìm hiểu tình hình, dự định xử lý thế nào. Lưu Diễm Hồng nói, đã nói là tìm hiểu tình, chỉ cần tìm hiểu rõ ràng nhiệm vụ của gì sẽ kết thúc, hình như cháu rất sợ. Trương Dương cười nói, cháu sợ gì chứ? Không làm việc trái lương tâm ma quỷ chẳng tìm đến gõ cửa, cháu không cho gì cơ hội điều tra cháu đâu. Lưu Diễm Hồng cười mà như không cười, cháu dám nói cháu chưa từng làm việc gì trái với lương tâm. Trương Đại Quan không thay đổi thái độ nói, chưa từng, nhất định chưa từng. Lưu Diễm Hồng uống một ngụm trà, đôi mắt bà ta nhìn vào Trương Dương, dường như muốn nhìn vào nội tâm của hắn, ánh mắt của Trương Dương vẫn bình tĩnh. Không hề tìm được một chút hoảng loạn nào trong đó, rất bình tĩnh. Lưu Diễm Hồng thầm khâm phục tố chất tâm lý của tên này, bà ta làm ở trong kỷ ủy, đã gặp được rất nhiều loại người, và cũng đã nghiên cứu về tâm lý học, Trương Dương mới trẻ tuổi như vậy mà đã có thể trấn tĩnh như vậy, thật sự không nhiều. Lưu Diễm Hồng thích làm công tác ở kỷ ủy, từng tầng từng lớp bóc ra lời nói dối của mọi người, chạm vào nội tâm của đối phương, điều này làm cho bà ta có một cảm giác thành công kỳ lạ, lần này cũng vậy. Lưu Diễm Hồng nói, nếu không muốn người khác biết thì mình đừng làm, Trương Dương,
hôm nay dì đến đây không phải là để thay mặt kỷ ủy đến để điều tra, mà dì gặp cháu vì Yên Nhiên. Trương Dương ngạc nhiên hỏi, việc này có liên quan gì đến Yên Nhiên? Lưu Diễm Hồng thở dài, lấy ra một bức ảnh từ trong túi, đặt lên bàn, ngón tay phải đẩy tấm ảnh đến trước mặt Trương Dương. Trương Dương cầm tấm ảnh lên, lặng người, tức giận nói, ai chụp vậy? Sao lại thất đức vậy chứ, sao lại chụp cháu? Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, vừa nãy gì chẳng phải đã nói với cháu rồi sao? Nếu muốn người khác không biết thì mình đừng làm. Trương Dương nói, người chụp bức ảnh này rõ ràng là có dã tâm, lúc đó không chỉ có Thời Duy, bên cạnh còn có cả Kiều Mộng Viện nữa, tại sao lại không chụp cô ấy vào? Chỉ chụp hai chúng cháu là có ý gì? Lưu Diễm Hồng nói, cháu và Thời Duy có quan hệ gì với nhau? Trương Dương cố gắng giải thích, cháu và cô ấy chỉ là bạn bình thường, hôm đó cô ấy uống nhiều quá, cháu, Kiều Mộng Viên, Thời Duy cùng đi uống rượu, cô ấy uống nhiều quá, cháu đưa cô ấy về nhà. Cô ấy uống say rồi hành động linh tinh, mượn rượu xông đến ôm cháu, dì xem tay cháu đặt ở đâu. Rõ ràng là không đặt trên người cô ấy mà. Trương Dương hít một hơi, cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao Tống Hoài Minh đến tham dự lễ khởi công sân bay mới ở Giang Thành chẳng coi hắn ra gì, hóa ra đều là bức ảnh này mà ra cả. Trương Dương nghiến răng nói, nếu như cháu điều tra ra thằng khốn nào, thì cháu đập cho bằng chết. Lưu Diễm Hồng nói, cháu đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt dì. Dù là không có bức ảnh này, thì bản thân cháu cũng chẳng ít gây chuyện thị phi. Trương Dương nói, người xuất sắc đương nhiên hay gặp phải chuyện không hay, một cán bộ trẻ tuổi xuất sắc như cháu, đi đến đâu cũng bị người ta dòm ngó, có câu, cây cao nhất rừng gió hay thổi, tất cả những người này là muốn hại cháu. Lưu Diễm Hồng cười nói, được rồi, đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa, gì cũng chẳng giấu gì cháu, tỉnh trường Tống bực mình về chuyện này lắm, cháu biết đấy, cả đời này ông ấy yêu Yên Nhiên nhất. Nếu như cháu có làm việc gì không tốt với Yên Nhiên, thì nhất định ông ấy sẽ đòi công bằng cho con gái. Trương Dương nói, cái gì với cái gì chứ? Dì Lưu à, dì là dì ruột của cháu là người thế nào người khác không hiểu, chẳng lẽ dì cũng không hiểu sao? Lưu Diễm Hồng nói, dì có hiểu cũng chẳng có ích gì, vấn đề là tỉnh tưởng Tống không hiểu. Trương Dương cười nói, vậy thì dì đi giải thích dùm cháu, quan hệ giữa hai người như vậy, dì nói chuyện chắc chắn ông ấy sẽ nghe. Lưu Diễm Hồng vừa nghe câu này, mặt nóng lên, may mà bà ta đủ trấn tĩnh, không đỏ mặt trước mặt Trương Dương, bực mình nói, tiểu tử thối nhà cháu nói năng kiểu gì vậy? Dì và ông ấy có quan hệ gì? Đang nói chuyện của cháu đấy, cháu đừng có lảng sang chuyện của người khác. Trương Dương trong lòng thầm nói, chết rồi, một câu nói lơ miệng mà lại gây họa, hắn vội vàng giải thích, dì Lưu à, hai người là bạn học cũ, là tri kỷ, trước kia cháu chưa bao giờ tin giữa nam nữ lại có thể tồn tại tình bạn thật sự. Lưu Diễm Hồng mắng, tư tưởng kiểu gì vậy chứ, giữa chúng gì chính là tình bạn đơn thuần. Điều bà ta muốn nói đương nhiên là quan hệ giữa bà ta và Tống Hoài Minh. Hừ, hình như cháu hiểu nhiều lắm nhỉ. Trương Dương nói, dì Lưu à, với trí tuệ của dì và tỉnh trưởng Tống, những việc này không thể nào qua được mắt hai người, về sau đưa đến chỗ tỉnh trưởng Tống, chỉ là muốn phá hoại quan hệ giữa cháu và ông ấy thôi. Lưu Diễm Hồng nói, cháu không muốn phạm đến người khác. Nhưng bình thường cháu làm việc không chú ý, qua lại với giới nữ cần phải chú ý đến khoảng cách, dù gì thì cháu cũng là người đã có bạn gái rồi. Trương Dương nói, dì à, đấy chỉ là điều ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn, mấy việc ngoài ý muốn ấy cứ nhiều là trở thành lẽ đương nhiên rồi, cháu tưởng rằng danh tiếng của cháu ở ngoài kia tốt lắm à. Trương Dương nói, dì Lưu à, dì là người thông minh sáng suốt, mà cũng tin những lời đồn nhảm ở ngoài hay sao? Cháu không tin. Có đánh chết cháu cũng không tin. Lưu Diễm Hồng nói, Yên Nhiên còn thân thiết với cháu hơn cả với cha nó, nếu như cháu dám ức hiếp cô ấy. Trương Dương xua xua tay nói, dì Lưu à, dì đừng dọa cháu có được không? Cháu có lá gan bé lắm, nếu như cháu dám ức hiếp Yên Nhiên, thì dì cứ xử tội cháu mạnh vào. Lưu Diễm Hồng nói, cháu tưởng là dì không dám à? Chỉ một cái chức phó sở bé tí như cháu mà cũng xứng để dì rét ai sao? Trương Dương cười nói, uy hiếp, dì đang uy hiếp cháu. Lưu Diễm Hồng nói, chẳng muốn phí lời với cháu nữa, vừa nãy nói chuyện với cháu câu gì cháu nhớ lấy, không phải là dì đùa với cháu đâu. Bà đứng dậy cầm túi lên rồi nói, dì về đi nghỉ đây, sáng mai còn phải về Đông Giang, việc của cháu, dì sẽ giải thích giúp. Trương Dương cười nói, cảm ơn dì Lưu nhiều lắm, lần sau cháu đi Đông Giang, nhất định sẽ mời dì ăn một bữa thật to. Lưu Diễm Hồng nói, không cần phải thế. Chỉ cần cháu đối tốt với Yên Nhiên một chút,
là được lắm rồi. Trương Dương cũng thò tay ra lấy túi của mình, lúc này mới phát hiện ra không cầm túi theo, hóa ra hắn đã để quên ở quán ăn phố cổ rồi. Lưu Diễm Hồng nói, còn trẻ vậy mà đã hay đãng trí thế, còn không mau đi lấy. Trương Dương sau khi từ biệt Lưu Diễm Hồng, phóng xe quay về phố cổ để lấy túi, đến nơi, phát hiện quán cơm vẫn chưa đóng cửa, hắn tìm đến ông chủ, nói rõ ý muốn của mình. Ông chủ quán cơm là Thái Dũng vội vàng dẫn hắn vào phòng tìm, trong phòng nào đâu còn túi gì của ai. Thái Dũng hỏi nhân viên phục vụ phụ trách căn phòng đó, người phục vụ cũng không biết gì về điều này, Tiết Dũng hỏi một lúc mới đến bên cạnh Trương Dương nói, thật xin lỗi, người phục vụ không nhìn thấy, sau khi mọi người đi khỏi, vừa nãy phòng lại có một đám khách nữa. Trương Dương nói, anh có biết là những ai không? Thái Dũng nghĩ một lúc rồi nói, có một người tôi quen, trước kia từng là ông chủ của Lạt Trường Hồng, Lý Tường Quân, con trai của phó thị trưởng Lý. Trương Dương chau chau mày, hắn không ngờ sự việc này lại trùng hợp đến như vậy. Thái Dũng rất áy náy về việc này, anh ta nói, hay là tôi giúp anh báo cảnh sát nhé? Trương Dương cười nói, thôi không có gì đâu, ở trong chiếc túi đó tôi cũng chẳng có đồ gì quan trọng cả. Thái Dũng xin lỗi nói, anh thấy đấy, tôi thật đoảng quá, anh ăn cơm ở chỗ chúng tôi mà còn bị mất đồ, hay là, để về sau tôi hỏi dùm anh. Trương Dương không chọn cách báo cảnh sát là vì chuyện này có liên quan đến Lý Trường Vũ, nói đến Lý Trường Vũ lại nhớ đến Lý Tường Quân, con trai của y, tên Lý Tường Quân này chẳng gọn gàng chút nào, từ lúc gã mở quán cơm đến khi tham dự vào Hoàng gia Giá Nhật, mấy năm nay gã đã gây không ít phiền phức cho Lý Trường Vũ, từ lúc Hoàng gia Giá Nhật bị mất, gã mới tử tế lên được một chút, có điều loại người này đã có số mệnh không thể nào ngồi yên được, không lâu sau, gã lại cùng mấy người bạn nữa làm sanh thành phố. Cha gã là phó thị trưởng thường vụ thành phố Giang Thành, rất nhiều việc không cần gã phải tự mình chạy đi làm, đương nhiên là vì thân phận của gã, nên có biết bao người muốn nịnh nọt gầy dựng mối quan hệ với gã, thời gian gần đây gã cũng nợ người ta một ít tiền. Trên thế gian này quả thật có rất nhiều việc trùng hợp đến kỳ lạ, trùng hợp đến độ tất cả mọi chuyện xảy ra như đã được sắp xếp từ trước vậy. Sau khi Trương Dương đi khỏi quán cơm ở phố cổ, Lý Tường Quân bước vào gian phòng đó đã là một sự trùng hợp, gã nhặt được chiếc túi trong phòng. Càng là một sự trùng hợp hơn, Lý Tường Quân từ trước đến giờ đều là người tham của, từ nhỏ đến lớn gã đã không có khái niệm gọi là nhặt được của rơi trả lại cho người mất, hơn nữa, lòng hiếu kỳ của tên này lại rất lớn. Nhặt được chiếc túi gã còn kéo ra xem bên trong có những thứ đồ gì, bên trong có 1.000 tệ, còn có mấy chiếc thẻ ngân hàng và một vài đồ đạc khác, theo những đồ đạc trong túi đó, Lý Tường Quân rất nhanh đã đoán ra được chiếc túi này của Trương Dương. Lý Trường Quân từ trước đến giờ đều rất hận Trương Dương. Vì thế sau khi gã biết người mất chiếc túi là Trương Dương, gã không hề có ý định trả lại cho hắn chiếc túi này, sau khi uống rượu xong với mấy người bạn, gã liền vội vàng rời khỏi quán cơm. Khi Trương Dương về đến phố cổ tìm đồ, Lý Tường Quân đang nói chuyện với Mã Ích Lượng ở hộp đêm Kim Sa, Mã Ích Lượng bị đám hòa thượng đó làm cho đầu óc quay mòng mòng không biết phải làm thế nào, khó khăn lắm mới đợi được đám hòa thượng đó về miếu nghỉ ngơi, lúc này mới tổ chức công nhân nhanh chóng đi làm công tác dọn dẹp. Việc lành đồn xa, việc xấu đồn càng xa gấp bội, Lý Tường Quân cũng nghe nói Mã Ích Lượng bị Trương Dương bắt nạt, gã đến tìm Mã Ích Lượng, chính là để nói với gã rằng mình đã nhặt được túi của Trương Dương. Lý Tường Quân là một người thâm hụt về trí tuệ, khi gã nhặt được chiếc túi của Trương Dương, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là giữ số tiền 1.000 tệ trong túi lại tiêu xài, sau đó vứt những thứ đồ còn lại vào dòng nước, với gã, đây đã là một sự báo thù hiểm độc nhất rồi. Mã Ích Lượng thông minh hơn Lý Tường Quân rất nhiều, cũng như vậy, sự thù hận của gã với Trương Dương cũng thâm sâu hơn rất nhiều so với Lý Tường Quân, đầu tiên là Hoàng gia Giá Nhật, giờ lại đến Kim Sa, không có việc gì làm Mã Ích Lượng tức giận hơn là người khác chặn đường tiền tài của gã. Từ khi Trương Dương trở về từ sân bay mới Giang Thành, Mã Ích Lượng đã muốn báo thù hắn, gã phải cho Trương Dương biết mặt, để cho hắn biết rằng gã chẳng phải là loại dễ bắt nạt như Trương Dương tưởng. Nhưng Mã Ích Lượng chỉ nghĩ như vậy. Gã không hề có kế hoạch cụ thể nào hết, làm thế nào để báo thù Trương Dương, nói một cách khác, gã cơ bản không hề có cách nào để đối phó với Trương Dương. Nhưng chiếc túi Lý Tường Quân mang đến đã làm cho Mã Ích Lượng đột nhiên nghĩ ra một cách, gã và Lý Tường Quân lật dở những thứ đồ trong chiếc túi, ngoài tiền và vé, đều là những giấy tờ tùy thân cả. Lý Tường Quân nói, thật đáng tiếc không biết được mật mã ngân hàng của tên này, nếu không thì lấy hết tiền của gã ra rồi. Mã Ích Lượng lườm Lý Tường Quân. Trong lòng thầm chửi tên này là một tên ngu ngốc, gã thấp giọng nói, 1.000 tệ anh có lấy đi thì hắn cũng không hề đau lòng chút nào đâu.
Lý Tường Quân nói, dù sao thì có thể làm cho hắn gặp phải tổn thất, là tôi đã vui lắm rồi, mẹ kiếp, lúc đầu nếu như không phải hắn phá rối, thì hoàng gia giá nhật của chúng ta cũng không đóng cửa. Mã Ích Lượng thầm nói anh chẳng qua chỉ là một cổ đông góp danh mà thôi, nếu như không phải anh có ông già là phó thị trưởng thường vụ, thì ai mà thèm để tâm đến anh cơ chứ? Nhưng trên mặt vẫn không lộ ra bất cứ thái độ gì, thấp giọng nói, không thể nào bỏ qua dễ dàng cho hắn như vậy được. Lý Tường Quân nói, thế phải làm thế nào bây giờ? Mã Ích Lượng nói, hắn có biết anh đã lấy túi của hắn đi rồi không? Lý Tường Quân nói, trong quán cơm nhiều người như vậy, ai mà biết ai lấy đi chứ? Hắn dám đến tìm tôi đòi lại, tôi sẽ đập chết. Còn chưa dứt lời, điện thoại của gã đã vang lên. Thật là nói Tào Tháo đến, cuộc điện thoại này là của Trương Dương. Trương Dương cũng rất khách khí, anh Quân à, tôi là Trương Dương đây. Lý Tường Quân nghe Trương Dương gọi mình là anh Quân, đột nhiên cảm thấy lưng thẳng hẳn ra, gã cố giả đò nói, Trương Dương à, muộn thế này rồi anh còn tìm tôi có việc gì à? Gã cũng không phải là thằng ngốc, nghĩ một chút đã hiểu ngay, nhất định rằng ông chủ tiệm cơm đã nói chuyện căn phòng đó ra rồi. Trương Dương nói, tối nay anh có đến phố cổ ăn cơm không? Đến rồi, sao thế? Mã Ích Lượng thầm khinh thường tên này, mẹ kiếp, vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ muốn đập chết người ta, mà giờ lại lịch sự hơn ai hết. Trương Dương nói, chiếc túi của tôi để quên ở phòng 206, nghe nói anh cũng ăn cơm ở phòng đó, vì thế muốn hỏi xem, anh có nhìn thấy chiếc túi của tôi không? Lý Tường Quân cố ý làm ra vẻ quan tâm nói, đen đủi vậy à, cậu ấy à, sao lại không cẩn thận vậy cơ chứ, tôi không thấy túi tắm gì cả, cậu thử nghĩ cẩn thận xem cậu có để ở chỗ nào khác không? Trương Dương gọi điện cho Lý Tường Quân, cũng không chắc chắn là gã đã lấy, Trương Dương nói, không nhìn thấy thì thôi vậy, tôi chỉ là hỏi thế thôi mà. Lý Tường Quân nói, trong túi đó có đồ gì quan trọng lắm không? Có cần tôi hỏi giúp cậu xem mất ở chỗ nào không? Trương Dương nói, chẳng có đồ gì quan trọng cả, có 1.000 tệ với cả mấy cái thẻ ngân hàng thôi, chủ yếu là mấy giấy tờ tùy thân của tôi đều ở trong đó cả, nếu mất rồi đi làm lại thì rất phiền hà, vậy được rồi, tôi không làm phiền anh nữa. Tôi đi tìm chỗ khác xem thế nào vậy. Lý Tường Quân cụp điện thoại, đắc ý quay sang nhìn Mã Ích Lượng. Lý Tường Quân chỉ vào chiếc túi rồi nói, anh định làm thế nào bây giờ? Mã Ích Lượng thấp giọng nói, anh cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Chương 462, Vô Pháp Vô Thiên. Trương Dương từ bỏ ý định tìm lại chiếc túi, sắp đến 10 giờ rồi, nên về nhà ngủ thôi, sáng mai đi làm lại mấy thứ giấy tờ đã mất, việc này cũng không thể trách người khác. Nếu có trách chỉ có thể trách chính bản thân mình không cẩn thận mà thôi. Trương Đại Quan ngay đến lái xe cũng cẩn thận hơn rất nhiều, dù sao thì giờ trên người hắn chẳng có chút giấy tờ gì hết, hắn cũng không muốn gây ra chuyện gì phiền hà không đáng có. Vừa rời khỏi phố cổ, đã nhận được điện thoại của Kiều Mộng Viện, Trương Dương nhìn vào thời gian trên đồng hồ, rồi cười nói, Mộng Viện, tối muộn thế này rồi mà vẫn tìm tôi, có phải có chuyện gì tốt không? Kiều Mộng Viện đã quen với việc trêu ghẹo của tên này. Nhẹ nhàng nói, tôi và Thời Duy đang ăn đồ nướng ở Hán Giang, anh có đến không? Trương Dương nói, sao lại có hứng thú đến vậy, nửa đêm mà cũng nhớ đến tôi. Kiều Mộng Viện cười nói, anh mau đến đi, Thời Duy lại uống nhiều quá rồi. Trương Dương vừa nghe đã cảm thấy sợ, uống nhiều rồi à, tôi đến đấy liệu có tiện không? Vừa nãy Lưu Diễm Hồng vừa lên lớp hắn, Trương Đại Quan đã cảm thấy hơi sợ. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Thời Duy, anh mau đến đây đi. Tôi không có uống rượu, anh đừng nghe chị họ nói bừa, có việc tốt muốn tìm anh đây. Trương Dương nghe thấy Thời Duy nói năng vẫn còn tỉnh táo, lúc này hắn mới cười nói, tôi đang ở cách quán nướng Hán Giang không xa, 5 phút nữa tôi sẽ đến nơi. Khi Trương Dương đến quán nướng Hán Giang, ông chủ ở đó là Lý Thừa Càn cười ra đón, gã thấp giọng nói, anh đến là tốt rồi, lần trước gây ra chuyện Tổng Giám Đốc Kiều lại đến. Lý Thừa Càn vẫn cảm thấy rất ngại ngần vì chuyện đánh nhau lần trước. Trương Dương cười, hắn vẫn còn nhớ sự việc lần trước Kiều Mộng Viện gây chuyện ở quán nướng Hàn Giang, có điều lúc đó Kiều Mộng Viện đang trong trạng thái thất tình, nếu không thì cô ấy luôn luôn rất điềm đạm cũng chẳng bao giờ biến thành dã man như vậy được. Thời Duy và Kiều Mộng Viện ngồi ở phòng lớn, việc làm ăn của quán nướng Hàn Giang ngày càng tốt, các phòng đã kín cả, họ đến muộn nên chỉ có thể ngồi ở ngoài. Trương Dương cười hì hì bước đến ngồi xuống, gật đầu với Kiều Mộng Viện nói, muộn thế này rồi. Sao lại vẫn còn hứng thú ra ăn đồ nướng thế? Kiều Mộng Viện nói, buổi tối thị trưởng Tả mời anh tôi ăn cơm, hai chúng tôi đi cùng ra đây.
Thời Duy trách móc, nếu không phải là chị họ bắt tôi phải đi theo, thì tôi cũng chẳng đi đâu, chán chết đi được. Một đám quan viên nói chuyện vô cùng giả tạo, ngoài việc giả đò thì toàn là nịnh bợ lẫn nhau, tôi nghẹt thở đến độ không thở ra hơi được nữa. Trương Dương mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó thế nào, hắn cười nói, ăn cơm với lãnh đạo toàn thế này thôi mà. Thời Duy nói, cũng không hẳn như vậy, anh cũng là lãnh đạo mà, nhưng ăn cơm với anh thì lại rất vui. Trương Dương nói, tôi được gọi là gần gũi với mọi người, trên thế gian này thật quá ít ỏi loại cán bộ nhà nước như tôi. Thời Duy bĩu môi nói, thật là tự rát vàng lên mặt, anh đúng là chỉ biết tự rát vàng lên mặt mà thôi. Trương Đại Quan nói, chẳng còn cách nào cả, cô có giúp tôi rát đâu, nên tôi phải tự rát, khi nói ra câu này, tên này cảm giác có gì không ổn lắm, sao tư tưởng của hắn ngày càng tà ác vậy. May mà Thời Duy và Kiều Mộng Viện đều rất thuần khiết về vấn đề này, nên hai người cũng không nghĩ linh tinh. Thời Duy cười nói, vậy thì anh khiêm tốn chút đi, về sau tôi giúp anh rát, bảo chị họ tôi cũng rát giùm anh, có được không? Trương Dương cười hà hà gật đầu nói, được, chỉ cần hai người giúp tôi, thì tôi sẽ cố gắng khiêm tốn. Trong đầu tên này đột nhiên hiện lên một cảnh tượng quấn quýt lấy nhau, vội vàng cầm cốc rượu lên uống, mẹ kiếp, chúng ta không thể cứ tà ác như vậy được, trong đầu toàn là những thứ gì vậy chứ? Kiều Mộng Viện nói, có thể vậy sao? Khiêm tốn thật chẳng giống anh chút nào. Trương Dương nói, mọi việc đều có thể xảy ra cả, tôi cũng đang không ngừng tiến bộ mà. Thời Duy nói, tôi nghe anh họ tôi nói, ngày hôm qua anh đã đánh bại hơn 30 tên lưu manh ở Kim Sa. Trương Dương cười khổ hạnh, nói ra thì thật sự còn có chút liên quan đến anh ta nữa đấy, vốn tôi muốn mời anh ta đến Hoàng gia Giá Nhật uống rượu nói chuyện, nhưng anh ta cứ nhất nhất phải đi đến chỗ Ngô Trung Nguyên, vì thế mới gặp phải chuyện này. Kiều Mộng Viện cười nói, đám hòa thượng niệm kinh ở cửa Kim Sa cũng có một vài mối liên quan đến anh chứ. Trương Dương không giấu giếm họ, gật đầu nói, người như Mã Ích Lượng cố tình muốn thấy tôi bẽ mặt, hơn nữa, hộp đêm này của gã ta kinh doanh có vấn đề, tôi nghi ngờ gã ta đang làm phục vụ tình dục, vì thế mới mượn cớ này để cho gã một bài học. Kiều Mộng Viện trao trao mày, cô cũng có chút tiếp xúc với ngành giải trí, quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự Do cô và An Ngữ Thần cùng phát triển. Kim Sa giờ cũng đang thuê dùng chỗ của họ, Kiều Mộng Viện nói, bà chủ đằng sau của Kim Sa chính là Hải Sắt Phu Nhân, tôi và bà ấy đã quen nhau từ mấy năm trước rồi. Trương Dương nói, quen nhau từ khi còn ở Mỹ sao? Kiều Mộng Viện gật đầu, nhẹ nhàng nói, khi tôi đi Mỹ du học đã quen bà ấy, Hải Sắt Phu Nhân đối xử với mọi người tốt lắm, khi tôi mới đến Mỹ, vì lạ nước lạ cái, bà ấy đã giúp tôi thuê nhà. Và cũng thường chăm sóc tôi trong cuộc sống, có thể nói tôi đã nợ bà ấy một món nợ tình người. Trương Dương nói, vì thế bà ấy về nước thuê nhà, cô đã cắt cho bà ấy một khoảng đất ở quảng trường Nam Lâm Tự mà không hề do dự, để bà ấy mở hộp đêm. Kiều Mộng Viện nói, thật ra trước khi bà ấy thuê nhà, tôi thật sự còn không biết bà ấy muốn làm gì. Trương Dương nói, nếu như bà ấy thật sự lợi dụng Kim Sa để làm việc kinh doanh phi pháp, thì cô có thu hồi mảnh đất ấy về không? Kiều Mộng Viện cắn môi, câu hỏi này làm cho cô ấy rất khó trả lời. Thời Duy nói, này hai người có phiền phức không chứ, cùng ăn cơm không thể nói chuyện về chủ đề gì vui vẻ chút được à? Chẳng phải là thương trường lại nói đến chuyện quan trường, con người ta sống trên đời ngoài chuyện công việc không còn việc gì có thể nói được hay sao? Trương Dương cười nói, vậy chúng ta nói chuyện gì đó vui vẻ hơn một chút, gần đây tình cảm cô có kết quả gì chưa? Có ai theo đuổi cô không? Thời Duy hừng một tiếng, những người theo đuổi tôi xếp thành hàng dài cũng không hết ấy chứ, ấy, nói đến chuyện này mới nhớ, chuyện này của tôi có liên quan gì đến anh? Chúng ta chẳng phải là bạn sao? Phụ nữ có thời xuân sắc, nếu như cô không lấy chồng trong thời gian đẹp nhất của đời người, thì cô cứ đợi từng ngày xuống giá đi. Thời Duy quay ra lườm Trương Dương, anh toàn lo vớ lo vẩn. Trương Đại Quan mặt đầy kinh ngạc, này nha đầu, chúng ta cần phải chú ý đến tố chất văn hóa đấy nhé. Thời Duy nói, loại người như anh thì cần gì phải tố với chất? Ai bảo phụ nữ nhất định phải vội vàng lấy chồng chứ? Đám đàn ông các anh chẳng có ai là tốt đẹp cả, càng đối tốt với các anh càng chẳng coi chúng tôi ra gì. Trương Dương cười nói, cô có đối tốt với tôi không? Hắn đã nắm bắt được ý tại ngôn ngoại của Thời Duy một cách nhạy bén. Thời Duy lúc này mới nhận thức được mình đã buông lời sai, vội vàng nói, tôi đang nói cho chị họ tôi thôi. Trương Dương nhìn Kiều Mộng Viện, thì thấy đôi lông mày của cô hơi cụp xuống, trên mặt hiện ra nỗi buồn, Thời Duy nói chuyện không suy nghĩ gì hết, vô ý đã làm tổn thương đến Kiều Mộng Viện.
Kiều Mộng Viện cười miễn cưỡng, được rồi, em đừng nói chuyện của chị nữa, đi thôi, nếu không ngày mai lại không có tinh thần làm việc. Từ thái độ của Kiều Mộng Viện, Trương Dương lờ mờ cảm thấy rằng trong lòng cô vẫn không thể xóa được hình bóng của Từ Gia Dũng. Buổi tối ngày hôm đó, Trương Dương ngủ không được ngon lành, trong đầu hắn chốc chốc lại nhớ đến lời của Lưu Diễm Hồng nói, chốc chốc lại nhớ đến bộ dạng thất vọng buồn bã của Kiều Mộng Viện, hắn phát hiện mình không phải là một người chung tình, nhưng hắn lại không thể nào chung thủy mãi với một người phụ nữ, nếu như vẫn ở tùy triều, điều này có lẽ đã không thành vấn đề gì, nhưng giờ đã là xã hội hiện đại. Người khác dùng đạo đức để đo đạc hắn, Trương Đại Quan chỉ có lúc này mới ý thức được mặc dù mình đã thích ứng với thời đại này. Nhưng hắn xét cho cùng vẫn không thuộc về thời đại này, có một số ý thức của hắn không thể hòa nhập vào thời đại này, ví dụ như chuyện tình cảm của hắn. Dù là trước kia hay bây giờ, Trương Dương đều không phải là một người dễ dàng buông tay, chính vì vậy, về mặt tình cảm, hắn sẽ phải đối mặt với càng nhiều vấn đề và mâu thuẫn, Trương Đại Quan không biết phải làm thế nào để giải quyết được nó. Có lẽ trên thế giới này chẳng có một ai sẽ tán thành thế giới quan của hắn, nhưng tên này vẫn một mực cho rằng, hắn không sai, thế giới tình cảm của hắn không thể bị những tiêu chuẩn đạo đức của thời đại này bó buộc. Việc suy nghĩ của Trương Đại Quan chẳng đem lại cho hắn một kết quả nào, buổi sáng ngày hôm sau, hắn lao đầu vào công việc, chú ý đến công việc là một cách giải quyết tốt nhất. Nhưng Trương Đại Quan dường như được định sẵn rằng 8 tháng này sẽ gặp phải nhiều chuyện trắc trở, sau khi hắn về bộ chỉ huy sân bay không lâu. Khi nghĩ đến bị mất giấy tờ, Đỗ Thiên Dã đã gọi điện đến, vừa nhấc máy lên đã nghe thấy giọng trách móc, tiểu tử nhà cậu, tối qua cậu đi đâu làm gì rồi? Trương Dương bị Đỗ Thiên Dã hỏi ngớ người, trong lòng thầm nói chẳng phải tôi đi uống rượu cùng anh sao? Sáng nay ăn nhầm thuốc hay sao mà tự dưng lại tức giận đùng đùng vậy? Hắn vẫn chưa kịp giải thích, Đỗ Thiên Dã đã nói, cậu thật là giỏi đấy, giờ đây trên khắp đường phố đều là biểu ngữ của cậu, cậu còn sợ mình không đủ mất mặt à, mất mặt đến thế rồi. Trương Dương chẳng coi ra gì, biểu ngữ thì đã làm sao? Người khác muốn hãm hại tôi, giở trò gì ra mà chẳng được. Đỗ Thiên Dã nói, cậu ấy à, lần này thì mất hết cả mặt cả mũi rồi. Trương Dương nói, anh nói rõ ràng chút có được không? Đỗ Thiên Dã nói, tự cậu về Giang Thành xem đi. Trương Dương vừa đặt điện thoại xuống, đang chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng ầm ầm, hắn bước ra ngoài nhìn. Thì thấy bảo vệ và hai người con gái son phấn lẻ loẹt đang giằng co nhau, một cô gái mặc váy ngắn màu đen trong số đó nói, phó thị trưởng thì đã làm sao? Trương Dương, anh ra đây cho tôi, anh ngủ với tôi xong rồi không trả tiền à? Trương Đại Quan ngay lập tức ngớ người, mẹ kiếp, thế này là thế quái nào, hèn chi, vừa rồi Đỗ Thiên Dã gọi điện đến giận như vậy, hôm nay hắn ra ngoài có xem gì bậy bạ đâu chứ, sao lại gặp phải chuyện đen đủi như thế này? Trương Dương từ trước đến giờ đều không sợ việc, hắn chậm chậm bước đến trước cửa, cô gái mặc áo đen đó nhìn thấy Trương Dương, chỉ vào mặt hắn nói, này, anh đã lòi mặt ra rồi đấy à, anh còn nợ tiền tôi cơ đấy, mau trả cho tôi. Trương Đại Quan nói, cô à ai? Anh không quen tôi à? Tối qua khi anh lên giường với tôi sao anh không nói câu này đi? Cô gái này nói oang oang làm cho tất cả nhân viên của bộ chỉ huy đều ngớ người, chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm vừa mới đến. Xe của y cũng bị tắt ngoài cửa, thấy cảnh tượng trước mặt liền lắc đầu. Trương Dương nói với bảo vệ đứng bên cạnh, gọi cảnh sát đến bắt người. Cô gái áo đen kêu thất thanh, anh bắt tôi à? Anh thật là thằng lưu manh, anh ngủ xong rồi không trả tiền, tưởng rằng tôi không tìm thấy anh đã nghĩ thế thì đừng để bằng lái lại. Trong tay cô ta vẫy vẫy bằng lái của Trương Dương. Trương Dương vừa nhìn đã hiểu, không ngờ việc mất túi của hắn cuối cùng cũng thành vấn đề, còn chưa kịp báo mất. Đã bị người ta lấy cớ này lôi mình vào trong rồi. Hắn hiểu, nhưng những người khác không hiểu, thấy cô gái đó cầm bằng lái của Trương Dương, ở bên dưới bắt đầu xì xào, nhìn Trương Dương quả thật đầy hiểm nghi, tự nhiên người ta làm sao người ta lại tìm đến hắn được, hơn nữa, bằng lái xe của hắn tại sao lại rơi vào tay người khác. Trương Đại Quan cười, dùng cách này để đối phó với hắn, thật sự là quá khinh thường hắn, hắn bước lên trước một bước, nhanh như cắt, giật lại chiếc bằng lái trong tay cô gái kia. Cô gái không ngờ Trương Dương lại hành động nhanh như vậy, kinh ngạc nói anh. Trương Dương nói, bắt người. Mấy người bảo vệ phản ứng kịp thời, xông lên bắt lấy cô gái áo đen hô hào kêu cứu. Cô gái mặc áo hồng đi cùng cô ta thấy thế trận không được tốt đẹp, sợ đến độ quay đầu chạy thẳng, bảo vệ muốn đuổi, nhưng lại bị Trương Dương ngăn lại. Hắn vẫy tay với một bảo vệ trong số đó, nói một vài câu vào tai gã, bảo gã đi theo cô gái đó. Cảnh sát bảo vệ trị an khu vực công trường sân bay cũng đến rồi,
cô gái áo đen bị bắt, không ngừng chửi rủa, dùng những lời lẽ hết sức cay độc. Trương Dương nghe đến độ bực mình, liền bảo người dùng băng dính dán miệng cô ta lại, rồi nói với người ở đồn cảnh sát, điều tra rõ ràng lai lịch của cô ta cho tôi, ai bảo cô ta đến đây, lấy được bằng lái xe của tôi ở đâu, tất cả điều này phải hỏi cho rõ ràng ra cho tôi. Triệu Dương Lâm lúc này mới xuống xe, đến trước mặt Trương Dương, cười khổ hạnh nói, Trương Dương à, cậu còn làm cả trò này nữa à? Trương Dương nói, tôi làm sao biết được chứ? Sáng sớm ra đã gặp phải chuyện đen đủi này, ông nói xem có phiền lòng không chứ? Hắn nhớ đến việc Đỗ Thiên Dã bực mình, nhất định có liên quan đến chuyện này, hắn quay sang nói với Triệu Dương Lâm, chủ nhiệm Triệu, bên này ông để ý nhé, tôi phải về thành phố một chuyến, nghe nói có người lan truyền biểu ngữ của tôi. Triệu Dương Lâm thầm nói tên nào không có mắt lại đối đầu với tên này rồi, đây chẳng phải là tự mình làm khó mình hay sao? Y gật đầu nói, đi đi, mau đi giải quyết cho rõ ràng, đừng để người khác hiểu lầm. Trên đường về Giang Thành, Trương Dương đã nhận được điện thoại của Khương Lượng, ngữ khí của Khương Lượng đầy vẻ đồng tình, người anh em à, lần này thì anh nổi tiếng rồi, khắp trên đường đều là tờ rơi biểu ngữ của anh, người ta bảo anh chơi gái xong không trả tiền, người ta còn photo cả chứng minh nhân dân. Bằng lái xe của anh nữa, phát khắp nơi, tôi đang đem người đi chùi đít dùm anh đấy. Trương Dương cười khổ hạnh nói, thằng ôn nào mà lại thất đức vậy nhỉ, mẹ kiếp, dám dùng thủ đoạn đê hèn này. Khương Lượng nói, này, tại sao giấy tờ của anh lại để lọt vào tay người khác chứ? Trương Đại Quan thở dài nói, một lời khó nói hết được lắm, nếu như tôi nói tôi bị mất, thì anh có tin không? Khương Lượng nói, mất thì tôi tin. Nhưng tại sao lại trùng hợp đến độ rơi vào tay kẻ thù của cậu chứ? Trương Dương nói một lượt chuyện vừa xảy ra, Khương Lượng nghe xong cũng rất tức tối, mắng, mẹ kiếp, thật là ác độc quá đi mất, sao lại dùng loại thủ đoạn nhơ nhấp thế này để đối phó với anh? Trương Dương nói, không sao, giấy không bọc được lửa, tôi sắp sửa tìm ra đầu mối rồi. Khương Lượng thấp giọng nói, sự việc này không biết chừng có liên quan đến việc của Kim Sa. Trương Dương nói, chắc là vậy rồi. Tối qua tôi còn định bỏ qua cho bọn chúng, nếu như để tôi phát hiện ra việc này thật sự có liên quan đến Kim Sa, kệ xác đằng sau lưng chúng có ai, tôi cũng phải hất ra khỏi Giang Thành. Đồn cảnh sát khu công trình sân bay đã tìm ra được kết quả rất nhanh, cô gái mặc áo đen đó vừa được thả ra từ trại giáo dưỡng, trước đó đã bị giáo dưỡng nhiều lần vì hành nghề mại dâm, có điều miệng cô ta rất chắc, cứ đổ lỗi cho Trương Dương không trả tiền. Người phụ trách đi theo cô gái còn lại cũng đã mang kết quả về. Cô gái đó đã lên một chiếc xe auto biển bình C2573. Biết được biển số xe, điều tra ra chủ chiếc xe không có gì là khó. Nửa tiếng đồng hồ sau, Trương Dương và Khương Lượng đã xuất hiện ở lầu số 20 tiểu khu Vân Đông. Hắn vừa nhìn thấy tờ rơi Khương Lượng vừa mang đến, bên trên là những việc ám hại hắn. Còn photo cả chứng minh thư và bằng lái xe của hắn lên đó nữa. Trương Dương đã đoán được việc này có liên quan đến Lý Tường Quân, có điều với IQ của Lý Tường Quân. Không thể nào làm được một chuỗi việc như thế này được, trước khi sự việc được chứng minh rõ ràng. Vì còn phải nể mặt Lý Trường Vũ, Trương Dương cũng không thể nào tìm đến Lý Tường Vũ, món nợ này cứ để lại đó đã, đợi đến khi sự việc được chứng minh rõ ràng thì sẽ đi tính sổ với gã. Khương Lượng chỉ vào chiếc auto màu xanh đậm dừng ở dưới lầu nói, chính là chiếc xe này. Trương Dương gật đầu nói, chủ nhân ở nhà à? Khương Lượng nhắc nhở hắn, anh phải chắc chắn mình không được xúc động quá. Nếu không thì để chuyện này cho tôi xử lý. Trương Dương nói, yên tâm đi, tôi cố chịu đựng. Khi hai người nói chuyện, đã thấy hai người ở cầu thang bước về phía họ, hai người vội vàng trốn đằng sau cây. Trương Dương nhìn thấy một trong số đó là cô gái áo hồng đã chạy được từ sân bay vừa nãy, có một tên đàn ông mặt chẳng tốt đẹp gì. Khương Lượng thấp giọng nói, là cô ta sao? Trương Dương gật đầu, đã bước từng bước lớn đến rồi, Khương Lượng đi theo hắn. Đôi nam nữ đó ý thức được có người bước về phía họ, giật mình vội chui vào trong xe, tên đàn ông đó khóa tất cả cửa lại, khởi động xe muốn bỏ chạy. Trương Đại Quan làm sao có thể để cho chúng chạy trước mắt mình, giơ nắm đấm lên đấm vào cửa kính ô tô bị hắn đấm cho vỡ nát, Trương Dương thò tay vào tóm lấy cổ áo của tên đàn ông, kéo hắn từ trong xe ra ngoài, sau đó vất mạnh xuống mặt đất, giơ chân đạp vào mặt gã. Tên đàn ông đau đến độ hét thất thanh lên một tiếng, đầu đã chảy máu. Trương Dương đạp cho gã một nhát như vậy cũng thật hiểm độc, làm cho tất cả những kính vỡ trên mặt gã đều cắm vào trong thịt, về sau nhất định sẽ để lại rất nhiều sẹo. Khương Lượng không chịu được nhắm mắt lại, đã nhắc nhở hắn đừng quá xúc động rồi, nhưng Trương Dương vừa ra tay rõ ràng đã quên hết những lời này của gã, điều này cũng thật khó trách,
nếu như việc này rơi lên người gã, gã cũng không thể chịu đựng được. Khương Lượng rất lịch sự, gõ gõ vào cửa xe, nói với cô gái mặc áo đỏ mặt đang trắng bệch vì sợ, cô tự xuống xe hay là tôi kéo cô xuống. Cô gái mặc áo đỏ ánh mắt đầy sự sợ hãi, vội vàng đẩy cửa xuống xe. Trương Dương lúc này lại nắm lấy tóc của tên đàn ông, tát bốp bốp hai nhát vào mặt gã, nhưng sự bực tức trong lòng hắn vẫn chưa thỏa. Tên đàn ông đó sợ rúm gió, lên tiếng van nài, người anh em. Tôi với anh không thù không oán, anh đừng đánh tôi nữa. Trương Dương nhìn cô gái mặc áo hồng nói, bằng lái của tôi sao lại rơi vào tay các người? Ai sai các người làm như vậy? Cô gái áo hồng nói, anh làm gì Nghiêu Nghiêu rồi? Nghiêu Nghiêu chính là cô gái tóc đen bị Trương Dương bắt được. Trương Dương cười lạnh lùng nói, biết thế nào gọi là tội phỉ báng không? Thật không hiểu nối mấy mụ đàn bà như các cô, còn trẻ mà không học hành cho tử tế, xem ra chỉ có thể để cho chính phủ giáo dục lại các cô rồi. Tên đàn ông bị đánh nói, không có liên quan gì đến chúng tôi cũng không hiểu đó là chuyện gì, sao anh lại đánh tôi? Trương Đại Quan rất khó chịu với hành vi lắm mồm của gã, lại một cái bạt tai nữa được tung ra, đánh đến độ tên đó nổ đom đóm mắt. Nước mắt nước mũi đều chảy cả ra rồi. Khương Lượng vẫy vẫy tay với chiếc xe cảnh sát đằng xa xa, hai người cảnh sát đi cùng gã đến đây nghiêm nghị bước đến, Khương Lượng nói còn họ về cho tôi, thẩm vấn cho tử tế. Cô gái áo hồng đó sợ, anh đừng bắt tôi, việc này không có liên quan gì đến tôi chỉ là đi xem cùng với Nghiêu Nghiêu thôi. Trương Dương nói, không liên quan gì đến cô chạy đến bãi công trình sân bay làm gì? Cô ấy không dám đi một mình. Nên bảo tôi đi cùng. Trương Dương gật đầu nói, lần này cô ta chắc chắn phải ngồi tù rồi, cô thích đi cùng cô ấy thế, thì đi cùng đi. Cô gái áo hồng sợ phát khóc, ở đằng xa đột nhiên vang lên tiếng phụ nữ, làm cái gì thế này? Thanh thiên bạch nhật mà bắt nạt phụ nữ, các anh còn cần thể diện không? Trương Dương nghe âm thanh này hơi quen thuộc, quay người nhìn, thì nhìn thấy một cô gái mặc áo hồng hở rất nhiều đang nhấc từng bước cao gót đi về phía hắn. Đó chính là người đã ve vãn hắn ở hộp đêm Kim Sa buổi tối hôm đó. Cũng chỉ là vì cô ta, Trương Dương mới phát sinh xung đột với Lưu Ngũ, từ đó dẫn đến trận hỗn chiến. Cô gái áo hồng đó tên là Mãn Mãn, là một trong năm đóa kim hoa của Kim Sa, cô ta nhìn thấy Trương Dương cũng hơi ngớ người, rồi ngay lập tức cười, tôi còn tưởng là ai kìa, hóa ra là anh. Trương Dương nói, việc này có liên quan gì đến cô? Lý Mãn Mãn nói, việc gì thế? Trương Dương giơ tờ rơi lên trước mặt cô ta. Lý Mãn Mãn xông lên xem, rồi bụng miệng cười khanh khách. Khương Lượng nói, cô nghiêm túc hơn một chút đi, giờ đây là lúc cảnh sát đang làm việc, nếu cô biết tình hình gì thì mau nói ra đây. Lý Mãn Mãn nói, có người đang hại anh à. Trương Dương nói, điều này còn cần cô nói hay sao? Lý Mãn Mãn nói, nể mặt buổi tối hôm đó anh giúp tôi cũng giúp anh một lần. Cô ta đến trước mặt cô gái áo hồng kia, rồi nói vài câu nhỏ vào tai. Khương Lượng nói thấp giọng với Trương Dương, đám con gái đó đều chẳng phải là loại tử tế gì. Trương Dương không nói gì, trong lòng đã đoán ra, sự việc của hắn chắc chắn có liên quan đến Mã Ích Lương. Quả nhiên như vậy, Lý Mãn Mãn chẳng bao lâu sau đã hỏi được ra rồi, cô gái áo đen tên là Nghiêu Nghiêu đó cũng là một kỹ nữ, và cũng do người khác sai nên mới làm chuyện đó. Trương Dương nói, có nói ai là người sai đằng sau không? Lý Mãn Mãn nói, Kim Ngọc Linh, cô ta là tình nhân của Mã Ích Lương. Trương Dương gật đầu, hắn đã hiểu rồi, quả nhiên Mã Ích Lương là người đứng đằng sau chuyện này. Người đàn ông bị đánh vừa nãy thật sự đã bị đánh oan, gã là bạn trai của cô gái áo hồng, không có bất cứ liên quan gì đến sự việc này, nhưng Trương Đại Quan tức lên, nên, giết nhầm, cũng là điều khó tránh khỏi, trước khi đi hắn cùng chỉ vào mũi tên đàn ông rồi nói. Về sau nhớ quản lý bạn gái của anh cho tốt, đừng để chạy ra ngoài gây chuyện. Khương Lượng cùng Trương Dương lên chiếc xe Pika của hắn, thấy hai mắt tên này bừng bừng lửa giận, biết rằng một trận tranh đấu là điều không thể tránh khỏi rồi, vội vàng nhắc nhở hắn, anh cũng không thể hoàn toàn tin vào những lời của đám đàn bà này. Trương Dương cười lạnh lùng nói, tối qua tôi để quên túi ở quán cơm phố cổ, vừa đúng lúc bị Lý Tường Quân cũng ăn cơm ở đó nhặt được, tiểu tử này nhất định đã nói chuyện này với Mã Ích Lượng. Vì thế Mã Ích Lượng mới nghĩ ra chiêu này để làm hại tôi. Mặc dù hắn tức giận, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, có thể phân tích được nguồn gốc của sự việc này. Khương Lượng nói, nhưng chứng minh thế nào? Chứng minh việc này rất dễ. Trương Dương cầm điện thoại gọi đến số của Lý Tường Quân. Lý Tường Quân vừa ngủ dậy,
nhận được điện thoại rõ ràng hơi khó chịu, có việc gì thế? Trương Dương lạnh lùng nói, Lý Tường Quân, tôi không thù không oán thì với anh đúng không? Từ trước đến giờ tôi đều là nể mặt thị trưởng Lý gọi anh là anh Quân, nhưng anh đừng có tưởng tôi nể mặt anh rồi anh muốn làm gì thì làm. Lý Tường Quân gật mình, trong lòng nói, chết rồi, có lẽ Trương Dương đã biết chuyện gã nhặt được túi của hắn rồi. Lý Tường Quân vẫn rất bình tĩnh, cậu nói thế là có ý gì? Vừa sáng sớm ra sao mà đã mắng người ta? Trương Dương nói, mắng anh đã là tốt cho anh lắm rồi, nếu như để tôi gặp được anh, tôi sẽ đập chết anh. Anh và Mã Ích Lượng chẳng có ai là tốt cả, tưởng rằng những việc các người đã làm là sẽ giấu được người khác sao. Đáng tiếc rằng tiểu tử đó không lì lợm, nên đã nói tên anh ra rồi. Lý Tường Quân luôn nghĩ sự việc rất đơn giản, tưởng rằng Mã Ích Lượng đã bán rẻ mình thật, run rẩy nói, anh ta nói gì rồi. Trương Dương nói, hôm nay có người phát tờ rơi của tôi khắp phố phường, tôi vừa tìm đến Mã Ích Lượng, anh ta đã thừa nhận cả rồi, toàn bộ đều là do anh làm cả. Lý Tường Quân lớn tiếng nói, tôi không làm, không liên quan gì đến tôi cả. Mẹ kiếp, anh còn cứng đầu với tôi à, tôi đã lấy được bằng lái rồi, bên trên còn có cả vân tay của anh. Lý Tường Quân nói, tôi không làm, tối qua Mã Ích Lượng đã lấy chiếc túi đi rồi. Nói xong câu này gã đột nhiên ý thức được mình đã lỡ lời. Trương Dương cười lạnh lùng cục điện thoại, gật đầu với Khương Lượng, nghe thấy chưa, tên chó Mã Ích Lượng này còn dám chơi tôi. Khương Lượng nói, hắn muốn chết à? Trương Dương nói, hôm nay tôi phải đập nát cái kim sa này ra. Khương Lượng nói, anh là cán bộ nhà nước. Trương Dương nói, việc này anh đừng nói cho ai, đừng ai nghĩ rằng cản được tôi. Mã Ích Lượng đang sửa sang lại nội bộ kim sa, chuẩn bị cho việc mở cửa lại thì nhận được điện thoại của Lý Tường Quân. Lý Tường Quân nói rất ngắn gọn, Trương Dương đã biết chuyện của chúng ta làm rồi, tốt nhất là chuẩn bị đi. Mã Ích Lượng vừa nghe đã phát hoảng, sao hắn ta lại biết? Tôi không rõ, dù sao thì hắn cũng biết rồi. Lý Tường Quân nói xong liền cụp điện thoại. Khi Mã Ích Lượng đang nghĩ đối sách, thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng rầm lớn. Chiếc cổng hộp đêm vừa được sửa xong bị một cái cột bê tông đập vỡ, hơn 100 dân công xông vào. Người đi đầu chính là Phó Thị trưởng Phong Trạch, Trương Dương, trên mặt hắn còn mang nụ cười. Hắn nhìn quanh đại đường của Kim Sa rồi nói, ở đây không tồi đâu. Về sau bộ chỉ huy của chúng ta sẽ ở đây, đại đường có thể sửa thành phòng khách họp lớn. Mã Ích Lượng xông ra, thị trưởng Trương, anh làm gì thế này? Trương Dương cầm một tờ hợp đồng dơ trước mặt gã, tòa nhà này đã bị chính phủ mua lại rồi, từ ngày hôm nay trở đi, nó sẽ ở sở liên lại nội thành của bộ chỉ huy công trình xây dựng sân bay, anh hiểu chưa? Mã Ích Lượng tức giận nói, chúng tôi đã ký hợp đồng rồi. Trương Đại Quan cười danh mãnh, anh ký hợp đồng với ai? Tổng Giám Đốc Kiều. Trương Dương cười lạnh lùng một tiếng, rồi nói rít qua kẽ răng, đập. Hơn 100 dân công xông lên, mặc dù hiện trường Kim Sa có hơn 10 người bảo vệ, nhưng thấy thanh thế trước mặt cũng không dám tiến lên một bước, đám dân công đó cầm thuồng cuốc gậy gộc, biến hộp đêm Kim Sa trở thành một nơi phá dỡ. Mã Ích Lượng phát hoảng, gã long sòng sọc mắt nhìn Trương Dương, rồi nói, Trương Dương, trong mắt anh vô pháp vô thiên, tôi phải nói cho anh biết rằng, con mẹ nhà anh chờ ngồi tù đi. Trương Đại Quan nheo mắt nhìn Mã Ích Lượng, đột nhiên giơ tay, đánh cái bóp vào mặt tên này, đánh làm cho Mã Ích Lượng quay một vòng, rồi ngồi sụp xuống đất. Trương Dương nói, mẹ kiếp, mày cũng không đái một bãi mà soi mình vào đấy xem, đấu với tao à, mày không có tư cách ấy đâu. Mã Ích Lượng bò dậy, lao về phía Trương Dương như một tên điên, bị Trương Dương đá một phát ngã xuống đất, di động của Mã Ích Lượng cũng rơi ra, gã nhớ đến điều gì đó. Rồi giơ tay ra chộp lấy điện thoại, Trương Dương nhấc chân đạp vào tay và điện thoại của gã. Mã Ích Lượng đau đến nỗi hét lên. Trương Dương nhấn mạnh chân, chiếc điện thoại vỡ crack crack, hắn hơi khom lưng xuống, tiểu tử này, không có ai bảo vệ được mày nữa đâu, tao còn ở Giang Thành một ngày, thì một ngày ấy cũng không thể có hai chữ Kim Sa. Chương 463, làm giả và phỉ báng. Khi biển hiệu của hộp đêm Kim Sa đổ xuống rầm rầm trước mặt mọi người, Khương Lượng đang dẫn đội cảnh sát giữ trật tự ở hiện trường, giờ đây hiện trường có quá nhiều người đến xem, gã không thể ngăn được Trương Dương, chỉ có thể cố gắng hết sức không để tình hình hiện trường trở nên xấu hơn, vì thế ở bên trong và bên ngoài Kim Sa xuất hiện một cảnh rất kỳ quặc, Trương Dương dẫn đám nông dân công đập phá đồ đạc ầm ầm, cảnh sát thì lại ở ngoài giữ kín hiện trường, làm cho tất cả dân tình không được lại gần. Trương Đại Quan sau khi đã hoàn thành sự nghiệp đập phá của mình, liền đi từng bước lớn ra khỏi cửa Kim Sa. Nhìn chiếc biển hiệu nát bươm,
miệng nở nụ cười, lúc này trong lòng hắn đã thoải mái hơn rất nhiều. Di động của hắn không ngừng vang lên, nhưng Trương Dương không có ý nghe điện thoại, hắn thấy trong đám người đứng trước hộp đêm Kim Sa có một cô gái đang cười tươi nhìn hắn, trong mắt lộ ra ánh nhìn vui vẻ, đó chính là An Ngữ Thần. Trương Dương cũng cười, hắn gật đầu với An Ngữ Thần, chỉ vào chiếc xe Pika của mình, An Ngữ Thần vào trong chiếc xe của hắn, cười nói, tôi vừa đến Giang Thành đã thấy anh gây chuyện thế này rồi. Trương Dương nói, xin lỗi, đến đập phá quảng trường thương nghiệp của các cô rồi. An Ngữ Thần nói, đập thì đập chứ sao, tôi cũng đâu có bắt anh phải đền. Trương Dương nói, có người tìm tôi đền chứ. An Ngữ Thần cười nói, những tòa nhà này đều thuộc quyền sở hữu của tôi, Kiều Mộng Viện sẽ không bắt anh đền đâu. Trương Dương nói, tôi phát hiện, tôi thật đúng là Hồng Phúc Tề Thiên, đang dự định liên lạc với hai cô, bảo hai cô chuyển nhượng Kim Sa thành bộ chỉ huy của chính phủ, thế mà cô đã đến rồi, còn mang đến cho tôi một tin tức tốt lành như vậy nữa. An Ngữ Thần nói, tôi đến đây từ chỗ chị Mộng Việt, nếu như không phải chị ấy nói, thì tôi còn không biết ở đây có việc náo nhiệt thế này. Điện thoại của Trương Dương vẫn không ngừng vang lên. An Ngữ Thần nhìn vào chiếc di động của hắn, anh đã không muốn nghe, tại sao không tắt máy cho rồi? Trương Dương nói, tắt máy rồi thì tôi sẽ không biết phản ứng của thành phố nữa. An Ngữ Thần cười nói, thành phố có phản ứng gì? Trương Dương nói, bí thư Đỗ rất bực mình. Đỗ Thiên Giã tức đến độ đập mạnh ống nghe lên điện thoại, rít qua kẽ răng, tiểu tử khốn kiếp, cố ý không nghe điện thoại của tôi. Thư ký Giang Lạc bước vào nói, bí thư Đỗ, chủ tịch Mã của chính hiệp đến rồi. Đỗ Thiên Giã chau chau mày nói, bảo anh ấy vào đây. Mã Ích Dân sắc mặt xanh lét bước vào, vừa thấy Đỗ Thiên Giã đã trách, bí thư Đỗ, anh ta điên rồi, giữa ban ngày ban mặt mà xông vào Kim Sa, đem theo hơn 100 nông dân công đập phá Kim Sa. Anh ta còn là cán bộ quốc gia không? Đó là một tên đạo tặc, một tên thổ phỉ. Đỗ Thiên Giã nói, chủ tịch Mã, anh ngồi đi, anh nói ai thế? Tôi nghe mà không hiểu gì cả. Gã không hiểu mới là lạ, từ lúc Trương Dương bắt đầu đập phá Kim Sa, gã đã nhận được tin. Nhưng trước mặt Mã Ích Dân, gã cứ giả ngốc, gã phải giả vờ như không biết gì cả. Mã Ích Dân nói, bí thư Đỗ, tôi còn nói ai được nữa? Tôi nói Trương Dương. Vừa nãy anh ta dẫn hơn 100 người đến đập phá Kim Sa, giờ đây tất cả mọi người dân Giang Thành đều biết cả rồi, ảnh hưởng của chuyện đó rất xấu, tính nghiêm trọng của nó vượt xa tất cả mọi sự việc từ trước đến giờ. Còn nữa, khi anh ta đập phá Kim Sa, cảnh sát còn đứng ở ngoài bảo vệ nữa, không có một cảnh sát nào bước vào đó hỏi, toàn bộ đều đứng ngoài nhìn mà thôi, đây là sự hống hách quá kinh khủng, rõ ràng anh ta đang khiêu khích pháp luật, là một cán bộ đảng viên, anh ta không biết giữ gìn hình tượng của mình. Mà lại còn dẫn đầu chà đạp lên pháp luật của chúng ta, không xử lý loại người này, thì làm sao còn thiên lý gì nữa. Mã Ích Dân thật sự rất tức giận, Trương Dương làm việc quá đáng, đập phá Kim Sa thì cũng thôi, nhưng còn đánh cả em trai của gã nữa. Mã Ích Dân nếu như không ra mặt, thì cả thể chế Giang Thành đều không coi gã ra gì nữa, về sau người ta sẽ coi khinh gã. Đỗ Thiên Giã nói, tôi hỏi thăm tình hình xem, nếu như việc này thật sự là do anh ấy phạm sai lầm, thì tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Mã Ích Dân biết rằng Đỗ Thiên Giã đang thoái thác, quan hệ giữa gã và Trương Dương, tất cả người trong Giang Thành đều biết cả, Mã Ích Dân biết rằng Đỗ Thiên Giã nhất định sẽ bảo vệ Trương Dương, nhưng lần này gã nhất định không chịu bỏ qua, Trương Dương đã gây chuyện quá lớn, Đỗ Thiên Giã cũng không thể giúp đỡ hắn gạt bỏ tất cả được. Mã Ích Dân chưa đi, Cục trưởng Công an Vinh Bằng Phi đã đến rồi, gã cũng đến vì chuyện Trương Dương đập phá Kim Sa. Mã Ích Dân nói, Cục trưởng Vinh, anh đến thật đúng lúc, Trương Dương dẫn người đến đập phá cướp phá ở Kim Sa, Cục Công an của các anh sao lại không hỏi gì. Vinh Bằng Phi nói, Chủ tịch Mã à, đập thì tôi NGS nói rồi, nhưng cướp thì tôi không nghe nói, tính chất của hai việc là khác nhau, anh đừng nhầm lẫn giữa hai khái niệm. Mã Ích Dân nói, có gì mà khác nhau, đó chính là hành động đạo tặc, cảnh sát các anh cũng ở hiện trường, tại sao lại không quản? Tại sao lại để sự việc xảy ra như vậy? Vinh Bằng Phi nói, nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi là đảm bảo an toàn và tài sản của người dân. Mã Ích Dân nói, nhân công của Kim Sa chẳng phải là người dân sao? Kim Sa bị đập, nhân công bị đánh, tính mạng và tài sản của họ đều bị uy hiếp cả, chẳng lẽ đây không thuộc vào phạm vi quản lý của cảnh sát các anh sao? Vinh Bằng Phi nói, sự việc này tôi đang xử lý, Chủ tịch Mã, việc của anh là công việc bên chính hiệp, tính chất công việc của hai chúng ta không giống nhau. Đợi một chút thời gian nữa tôi sẽ giải thích với anh. Vinh Bằng Phi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu,
Câu này của gã mặc dù là mềm mỏng, nhưng ý của nó rất rõ ràng, anh mau chóng đi làm việc của anh đi, việc của cục công an chúng tôi không đến lượt anh chỉ trỏ. Mã Ích gật đầu một cách bực mình, rồi quay người đi mất. Đỗ Thiên Dã bình tĩnh xem cuộc đối thoại giữa hai người, lúc này, Đỗ Thiên Dã đã bình tĩnh trở lại, ngồi lên ghế, thấp giọng nói xem, một vấn đề lớn thế này anh dự định giải quyết thế nào. Vinh Bằng Phi nói, tôi nghe nói Mã Ích Lượng đã phát tờ rơi, sáng nay còn gọi hai cô gái bán dâm đến làm loạn ở sân bay nữa. Đỗ Thiên Dã nói, người ta muốn chọc tức cậu ta, mà cậu ta lại tức giận, đúng vào những gì người ta bày ra, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà lại đập phá ở Kim Sa, cậu ta tưởng mình là hảo hán Lương Sơn Bạc à. Vinh Bằng Phi nói, thính trưởng Vương gọi điện thoại đến bảo tôi phải ngay lập tức xử lý chuyện này, hôm nay phải cho ông ấy kết quả. Đỗ Thiên Dã nói, ông ta dựa vào đâu mà cứ muốn thọc mũi vào chuyện của Giang Thành chúng ta chứ, không cần để tâm đến ông ấy, việc của chúng ta tự giải quyết. Vinh Bằng Phi nói, nhưng lần này, Trương Dương thật sự đã làm hơi quá rồi. Đỗ Thiên Dã nói, tên khốn này còn cố ý không nghe điện thoại của tôi, làm xong việc, chạy đến đâu trốn biệt rồi không biết. Trương Đại Quan không phải là một người sợ việc, lúc đó hắn đang ngồi ở phòng làm việc của Kiều Mộng Việt. Nhìn An Ngữ Thần ký tên vào giấy chuyển nhượng, đây gọi là mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn, Trương Dương cũng không ngốc, bức xúc thì bức xúc, nhưng sau khi đã trút giận xong hắn vẫn phải làm cho đầy đủ công việc. Tòa nhà Kim Sa thuộc về An Ngữ Thần, Kiều Mộng Viện là quản lý đại diện, An Ngữ Thần giờ đang ký một bản hợp đồng với Trương Dương, chuyển nhượng tòa nhà đó thành trung tâm tiếp đón khu vực thành phố của Bộ Chỉ huy sân bay. Thời gian không biết là hôm nay, mà là trước khi hoàn thành tòa nhà. Thế này có nghĩa là một cô con gái gả cho hai nhà liền, An Ngữ Thần ký hợp đồng với Trương Dương, Kiều Mộng Viện lại ký hợp đồng với bên Vương Quân Giao. Vì quyền tài sản thuộc về An Ngữ Thần, vì thế toàn bộ hợp đồng trước kia Kiều Mộng Viện ký đều đã mất hiệu lực. Nói trắng ra, giờ đây họ đang làm giả một cách trắng trợn. Kiều Mộng Viện cười khổ hạnh nói, thế này thì tôi lại đắc tội với Hải Sắt phu nhân rồi. Trương Dương nói, nếu như cô cảm thấy khó làm, thì tôi sẽ xé tờ hợp đồng giả này đi. An Ngữ Thần nói chuyện khá trực tiếp, Mộng Viện, giữa Trương Dương và bà phu nhân Hải Sắt đó cô đứng về phía ai? Kiều Mộng Viện nói nhỏ, nếu như tôi đứng bên bà ấy, thì làm sao có thể trừng mắt nhìn mọi người làm giả thế này? Trương Dương cười, trong lòng thầm cảm thấy ấm áp, lúc quan trọng nhất, Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần đều chọn cách ủng hộ hắn không hề do dự, đời người có mấy chị em, giờ đây hắn đã có hai người, còn là Hồng Nhan Chi Kỷ nữa. Thật là thỏa nguyện. Kiều Mộng Viện nói, tòa nhà đó vốn là của Ngữ Thần, tôi chỉ là người đại diện quản lý mà thôi, chỉ cần tôi không lấy tờ hợp đồng đại lý này ra, thì hợp đồng giữa tôi và Hải Sắt phu nhân là phi pháp. Nói một cách khác, kinh doanh của Kim Sa từ trước đến giờ đều không được sự cho phép của chủ nhân tòa nhà. An Ngữ Thần gật đầu nói, người xấu để tôi làm cho, dù là sư phụ tôi không đem người đến đập phá Kim Sa, thì tôi cũng phải làm việc này. Trương Dương nói, có lẽ không cần đến tờ hợp đồng này, nếu như bà ấy muốn làm trò gì về việc này, thì tôi sẽ kéo Mã Ích Lượng vào đó trước. Trương Dương nói như vậy là vì hắn chắc chắn, sau khi ký xong hợp đồng ở chỗ Kiều Mộng Viện, hắn ngay lập tức trở về chính phủ thành phố đi gặp Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ không hề ngờ rằng việc này có liên quan đến con trai của mình, thấy Trương Dương bước vào, quan tâm đứng dậy hỏi, Trương Dương, thành phố sắp trở thành một nồi thuốc nổ rồi, tiểu tử nhà cậu thật là toàn đi gây chuyện. Trương Dương cười nói, thị trưởng Lý, tôi đến gặp ông là để giải quyết việc này. Lý Trường Vũ cười khổ hạnh nói, việc này tôi không thể làm được gì, nhiều lắm chỉ có thể đứng bên cạnh gõ gõ trống thôi, cậu phải mau chóng đi tìm bí thư Đỗ. Lý Trường Vũ vẫn rất biết thân phận mình, Trương Dương đập phá Kim Sa, thực lực của người đứng đằng sau nhất định không phải là bình thường, y không thể ứng phó được. Trương Dương lúc này mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện, Lý Trường Vũ sau khi nghe xong trong lòng cực kỳ tức giận. Y không thể ngờ rằng người gây ra chuyện này lại là con trai của y, y tức giận đến độ chân tay đều run lập cập, thằng xúc sinh này, lại dám làm chuyện này. Trương Dương nói, sự việc này có lẽ không phải do anh ấy làm, trong điện thoại anh ấy cũng đã thừa nhận rồi, đã đưa túi tiền cho Mã Ích Lượng, Mã Ích Lượng từ trước đến giờ đều rất ghét cháu, vì thế muốn mượn cơ hội này để hại cháu, thị trưởng Lý, anh ta phát tờ rơi đầy trên phố, còn gọi hai cô gái bán dâm đến cửa bộ chỉ huy đòi tiền cháu nữa. Còn vụ oan cho cháu, nếu như cháu nhẫn nhịn, thì về sau sẽ không thể nhấc đầu lên làm người được nữa. Lý Trường Vũ nói, nhưng cậu cũng hơi xúc động quá.
Trương Dương nói, đến tận bây giờ cháu còn chưa gặp mặt một lần nào với cô gái kia, cháu và cô ta chẳng có mâu thuẫn gì, nhưng cô ta đã chọn Mã Ích Lượng, Mã Ích Lượng đã nhiều lần gây hấn với cháu, hôm nay cháu đập vỡ kim sa, cháu không tin cô ta còn không ra đây. Lý Trường Vũ nói, tôi nhất định sẽ giáo dục nghiêm khắc thằng súc sinh này. Mặc dù quan hệ của y và Trương Dương rất thân thiết, nhưng giờ đây vẫn phải có một vài thái độ. Y biết rằng lần này con trai của y đã làm cho Trương Dương tức giận, nếu như Trương Dương thật sự muốn đối phó với con trai y, thì y nhất định sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trương Dương cười nói, thị trưởng Lý, chú yên tâm, cháu sẽ không động đến Tường Quân, anh ta coi cháu như kẻ thù, nhưng cháu lại coi anh ta như con của chú. Lý Trường Vũ thầm nói, cái gì gọi là coi là chứ, nó vốn là con của ta, thật ra y đã nghe ra, Trương Dương đang cố tình tạo ra một món nợ tình người. Trương Dương nói, cháu không nhờ chú giúp gì khác, nếu như chú thật muốn giúp cháu, thì chú bảo Tường Quân nói rõ ngọn ngành sự việc này ra, anh ta làm thế nào mà nhặt được túi tiền, làm thế nào túi đó lại rơi vào tay Mã Ích Lượng, giải thích rõ ràng chuyện này có lẽ chẳng khó gì, chú làm cho anh ta nói ra sự thật có lẽ cũng không khó khăn. Lý Trường Vũ gật đầu nói, cháu yên tâm đi, việc này chú nhất định sẽ bảo nó nói ra. Khi Trương Dương đến gặp Đỗ Thiên Giã, Vinh Bằng Phi vẫn chưa đi, đang thương lượng đối sách với Đỗ Thiên Giã. Thấy Trương Dương cười tươi rói bước vào, Đỗ Thiên Giã thật sự tức đến tận cổ, chỉ vào mũi hắn mắng, tiểu tử khốn kiếp, cậu chịu lộ mặt rồi à? Trương Dương nói, vừa rồi bận làm việc, vì thế không kịp nghe điện thoại, thật ra có một vài việc không thể nói rõ ràng qua điện thoại được. Vẫn phải nói trực tiếp trước mặt thì tốt hơn. Đỗ Thiên Giã gật đầu nói, được, tôi nghe xem cậu xảo biện thế nào. Trương Dương nói, tôi nói mấy việc trước, việc đầu tiên, địa điểm kinh doanh của Kim Sa là thuộc về An Ngữ Thần, khi tòa nhà này hoàn thành, tôi và An Ngữ Thần đã ký hợp đồng rồi, muốn để tòa nhà này trở thành trung tâm tiếp đón khu thành phố của sân bay mới, vì bận rộn với công tác chuẩn bị của sân bay mới, nên tôi mãi chưa kịp sửa lại, vì vậy giờ đây có thể nói rằng, Kim Sa đang chiếm dụng đất của chúng tôi để kinh doanh. Đỗ Thiên Giã nhíu mắt nhìn hắn, An Ngữ Thần là đồ đệ của cậu, Kiều Mộng Viện là bạn của cậu, họ đương nhiên sẽ đứng về phía cậu, ai mà không biết làm giả chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương cười nói, bí thư Đỗ Anh Minh. Vinh Bằng Phi nói, chỉ một điểm này không thể trở thành lý do để anh đi đập Kim Sa người ta ra được. Trương Dương nói, thứ hai. Tối qua khi tôi uống rượu cùng bí thư Đỗ, để quên túi ở quán cơm, điểm này bí thư Đỗ có thể chứng minh cho tôi. Đỗ Thiên Giã hơi ngớ ra, đúng thế, từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ tôi quả thật là đã ở cùng với cậu, nhưng cậu có làm mất túi không thì tôi không để ý. Trương Dương nói, sau khi chúng tôi chia tay, tôi đến quán cà phê Lam Đảo để gặp phó bí thư Lưu Diễm Hồng, đến tận gần 10 giờ, bà ấy có thể chứng minh cho tôi. Đỗ Thiên Giã nói tiếp đi. Trương Dương lại nói, sau khi tôi phát hiện ra mình bị mất túi liền quay lại quán rượu để tìm, tôi phát hiện túi không còn nữa, lúc đó ông chủ quán cơm đã cho tôi một đầu mối. Sau khi chúng ra rời đi, Lý Tường Quân và một đám người nữa đã dùng căn phòng đó, có lý do để tin rằng trong số họ có người đã cầm chiếc túi của tôi về. Sự việc tiếp đó Vinh Bằng Phi đã biết, gã thở dài rồi nói, anh nói là Lý Tường Quân cũng có liên quan đến việc này. Trương Dương nói, Lý Tường Quân đã đưa túi của tôi cho Mã Ích Lượng. Mã Ích Lượng lợi dụng những giấy tờ của tôi để bịa đặt nhiều điều, vì vậy sáng ngày hôm nay mới xuất hiện việc giải tờ rơi như vậy, nói rằng tôi từ 11 giờ đi tìm gái, lúc 11 giờ tôi vẫn đang ngồi uống rượu ở quán nướng Hàn Giang kìa, ông chủ quán đó có thể chứng minh cho tôi. Đỗ Thiên Giã nói, cậu có thể chứng minh cậu không hề đi tìm gái, chứng minh rằng những tờ rơi đó là bịa đặt, nếu đã có thể chứng minh, tại sao cậu không thông qua pháp luật, hành vi của Mã Ích Lượng là phỉ báng. Gây nguy hại đến danh dự của cậu, cậu có thể kiện anh ta, tại sao lại dùng phương pháp này cơ chứ? Trương Dương, vì mọi người. Đỗ Thiên Giã nói, cậu đừng kéo chúng tôi vào. Trương Dương nói, tôi nói đến cục trưởng Vinh nhé, tôi thật không hiểu, rõ ràng anh biết Kim Sa có hành vi phạm pháp, tại sao không dám điều tra? Chẳng phải vì bà chủ là em gái của Vương Bá Hành sao? Vinh Bằng Phi nói, cậu thì biết gì chứ? Nếu như làm việc hồ đồ mà không có chứng cứ gì, pháp luật của chúng ta còn có tính ràng buộc gì chứ? Trương Dương nói, Mã Ích Lượng không chỉ làm một mình tôi mất mặt, mà gã ta còn làm mất mặt của chính phủ thị ủy thành phố Giang Thành. Tôi là cán bộ do bí thư Đỗ Anh một tay đưa lên, là anh bảo tôi phụ trách hạng mục kiến thiết sân bay mới. Nếu như trong lòng người khác,
tôi là một người tìm gái làng chơi, thì chẳng phải con mắt nhìn người của Bí thư Đỗ có vấn đề sao? Đỗ Thiên Dã nói, cậu đừng có xảo biện nữa, tự cậu gây chuyện, thì tự cậu gánh chịu đi, giờ đây cậu về bộ chỉ huy sân bay cho tôi, trước khi có ý kiến xử lý cụ thể đưa ra, đừng về Giang Thành gây chuyện thị phi nữa. Trương Dương nói, sự việc tôi đã nói rõ ràng rồi, muốn chém muốn giết, thì mấy người làm lãnh đạo các anh cứ tự bàn bạc với nhau, thật sự đã làm phiền các anh rồi, tôi biết các anh muốn bảo vệ tôi, cũng rõ ràng tôi có lý, nhưng các anh lo lắng đến ảnh hưởng, còn kỵ thính trưởng Vương của thính công an, làm lãnh đạo mà đến độ như các anh, cũng thật là vô dụng. Tên này để lại câu này, rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng làm việc của Bí thư Thị ủy. Đỗ Thiên Dã và Vinh Bằng Phi ngớ người ở đó, tiểu tử này cũng thật hoang đường quá mức, rõ ràng là hắn tự gây chuyện, mà còn tỏ ra rất đáng thương cho họ nữa. Vinh Bằng Phi nói, Bí thư Đỗ, cậu ta muốn nhắm vào tôi, không liên quan gì đến anh. Đỗ Thiên Dã nói, anh tưởng tôi không nghe ra à, cậu ta nói chúng ta, và mắng cả tôi vào đó nữa. Vinh Bằng Phi nói, Bí thư Đỗ, anh dự định giải quyết việc này như thế nào? Đỗ Thiên Dã nói, những việc nhỏ như thế này nên để cho Cục Công an các anh xử lý, tôi là Bí thư Thị ủy, mà đến việc còn con này cũng phải hỏi tôi, thì có lẽ tôi chẳng cần phải ngủ nữa. Vinh Bằng Phi nói, Bí thư Đỗ, áp lực của anh rất lớn. Đỗ Thiên Dã nói, Trương Dương đập nát kim sa rồi sao? Vinh Bằng Phi nói, tôi đã cho người đi điều tra rồi, cậu ta không động thủ, nhưng hơn 100 dân công đó là do cậu ta mang đến, cậu ta còn đánh cả Mã Ích Lượng. Đỗ Thiên Dã nói, chúng ta cần phải truy cứu trách nhiệm, cũng cần phải phân rõ trách nhiệm, đánh người thì truy cứu trách nhiệm đánh người, đập đồ thì truy cứu trách nhiệm đập đồ, nhất định phải làm việc đến từng người một. Cậu ta đánh Mã Ích Lượng là không đúng, nhưng Mã Ích Lượng dùng phương pháp này để hạ nhục một cán bộ nhà nước có lẽ cũng không đúng đúng không? Vinh Bằng Phi nói, không những không đúng, mà còn có thể cho rằng đây là tội phỉ báng rồi. Đỗ Thiên Dã nói một cách quả quyết, phạm tội thì phải bắt dù là đằng sau anh ta có ai đi chăng nữa. Đã phạm pháp thì nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trong cuộc đối thoại này với Đỗ Thiên Dã, Vinh Bằng Phi đã dần dần cởi mở được khúc mắc. Đỗ Thiên Dã không những bảo vệ Trương Dương, mà còn bảo vệ đến cùng, không cần phải hỏi, đàn chính trị của Giang Thành nhất định sẽ vì chuyện này mà rơi vào một cuộc tranh đấu. Vinh Bằng Phi nhắc nhở Đỗ Thiên Dã, Bí thư Đỗ, lần này đập nơi của Vương Quân Giao, thính trưởng Vương rất bực mình. Đỗ Thiên Dã nói, ông ấy bực mình thì để ông ấy tự đến nơi mà điều tra, để ông ấy xem rốt cuộc Kim Sa có hành vi kinh doanh bất hợp pháp hay không. Này Bằng Phi, anh có cần phải suy nghĩ đến những cảm nhận của ông ta không? Vẫn là câu nói đó, sự việc của Giang Thành không đến lượt ông ta quản. Xung quanh sự việc Trương Dương đập phá Kim Sa, trong cuộc họp thường ủy đã diễn ra một cuộc tranh luận quyết liệt. Bộ trưởng tổ chức thị ủy Từ Bưu vẫn đứng về phía Trương Dương như trước kia, y nói lớn, đập hay lắm. Dường như không hề để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Mã Ích Dân, Từ Bưu nói, tôi đã nói từ lâu rồi, Nam Lâm Tự là đất thánh đất Phật, xá lợi của Phật tổ nằm ở đó, nhưng họ lại mở hộp đêm ở Nam Lâm Tự. Cả ngày mang một đám con gái vào đó làm trò, thế này ra thể thống gì? Mã Ích Dân nói, lão Từ, ông nói thế quá đáng rồi, Kim Sa từ trước đến giờ đều là kinh doanh hợp pháp cả. Từ Bưu nói, kinh doanh hợp pháp chỉ là vẻ bề ngoài thôi, ai mà biết rằng đằng sau lưng họ làm những việc gì? Tư lệnh phân khu Giang Thành Quách Kiến từ trước rất ít khi phát ngôn nói, Giang Thành chẳng phải là không có tiền lệ, trước kia Hoàng gia giá Nhật chẳng phải là vì có hoạt động mại dâm nên bị đóng cửa sao? Câu này của y là nhằm vào Mã Ích Dân, lúc đầu khi Hoàng gia giá Nhật đóng cửa, người đảm nhận giám đốc ở đó cũng là em của Mã Ích Dân, Mã Ích Lượng. Từ Bưu nói chuyện thì chẳng lịch sự như vậy, thật là trùng hợp, hai lần đều là do Mã Ích Lượng làm giám đốc, em trai của chủ tịch Mã thật là một kỳ tài kinh doanh. Mã Ích Dân làm sao có thể không nghe ra ý châm biếm trong câu đó, cả một gương mặt đỏ au, y muốn nói vài câu. Chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm nói. Sự việc đập phá Kim Sa tôi không ở đó, vì thế không có quyền phát ngôn gì, nhưng buổi sáng nay khi tôi đi làm, hai cô gái làng chơi đã đến cầm bằng lái của Trương Dương ra để gây chuyện, tôi đã tận mắt chứng kiến, tôi thật sự không hiểu, họ coi cơ quan nhà nước chúng ta là nơi thế nào chứ. Còn may đấy, lúc đó chúng tôi đã bắt được một người khác mặc dù đã chạy, nhưng cũng bị cảnh sát tìm thấy rồi, mọi người đoán thử xem bọn họ nói thế nào. Nói là có người sai họ làm, cố tình làm xấu mặt Trương Dương. Để cho cậu ấy khó coi. Tất cả mọi thường ủy trong cuộc họp đều thầm nói rì rầm. Triệu Dương Lâm nói, trước kia mọi người đều nói cải cách luôn có mạo hiểm,
hôm nay tôi mới thật sự cảm nhận thấy, anh nỗ lực làm việc không thể chắc chắn rằng anh sẽ bình an vô sự, không biết chừng một lúc nào đó phiền phức sẽ rơi lên đầu anh. Đỗ Thiên Dã nói, Trương Dương làm mất một cái túi mà lại gây ra lắm chuyện như vậy, Giang Thành chúng ta thật sự là chẳng bình yên chút nào. Mã Ích Dân nghe ra Đỗ Thiên Dã đang đánh cháo khái niệm, nhưng giờ đây số lượng người đứng về phía Trương Dương nhiều hơn một chút, y nhìn sang thị trưởng Tả Viên Triều cầu cứu. Tả Viên Triều hắng hắng giọng rồi nói, theo tôi thấy, người muốn đổ oan cho Trương Dương rất đáng ghét, nhưng Trương Dương chưa làm rõ vấn đề, mà đã làm như vậy quả thật là quá kích động, ảnh hưởng của việc làm đó với quần chúng rất xấu. Giờ đây là thời đại hòa bình rồi, một cán bộ nhà nước mà lại có thể mang dân công đến đập phá loạn lên. Điều này làm cho những nhà đầu tư vào Giang Thành cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Tôi đã nghe thấy không ít người phản ánh rằng, họ sợ rằng sự đầu tư của họ sẽ không được bảo vệ. Việc này có tính chất rất nghiêm trọng, nhất định phải xử lý nghiêm khắc, nếu không thì người khác sẽ cho rằng chúng ta đang bao che cho cậu ta. Đỗ Thiên Dã nói, tôi rất lấy làm hiếu kỳ, rốt cuộc là ai đang bêu xấu Trương Dương, là ai đang lợi dụng chuyện này để thêu dệt nên những điều chúng ta vừa thấy. Lý Trường Vũ chau mày, thấp giọng nói, con trai tôi đã nhặt được chiếc túi của Trương Dương. Việc này chỉ có một số ít người biết, nhưng không ai nói chuyện này ra cả, vì thế khi Lý Trường Vũ nói ra sự thật này, tất cả mọi thường ủy đều nhìn y đầy kinh ngạc. Lý Trường Vũ nói, con trai tôi, Lý Tường Quân, trước kia từng là cổ đông của Hoàng gia Giá Nhật, lúc đó, khi Hoàng gia Giá Nhật xảy ra chuyện, tôi tin rằng mọi người vẫn còn nhớ rõ. Mã Ích Dân lờ mờ cảm thấy có điều gì bất ổn. Lý Trường Vũ nói lại chuyện này trước mặt mọi người, mục đích của y nhất định không phải là nhắm đến Trương Dương, mà là cố tình bảo vệ Trương Dương. Lý Trường Vũ nói, Tường Quân nhặt được túi của Trương Dương, vì trước kia nó vẫn giận về chuyện cũ, nên việc đầu tiên nó nghĩ tới không phải là trả lại chiếc túi, mà là vứt chiếc túi đi để báo thù cho Trương Dương, nhưng nó lại nói chuyện này cho Mã Ích Lượng, thế là Mã Ích Lượng đã lấy chiếc túi đi. Lý Trường Vũ đã tìm đến con trai để làm chứng. Giờ đây y nói ra chuyện này trước mọi người cũng tốn nhiều công sức. Mã Ích Dân nói, đồng chí Trường Vũ nói vậy có ý gì? Ông nói rằng em trai tôi đã vu hại Trương Dương ư? Lý Trường Vũ nói, tôi chỉ nói những gì tôi biết, còn về việc em trai ông có làm việc hãm hại người khác hay không, thì ông nên đi hỏi anh ta. Cục trưởng Công an Vinh Bằng Phi nói, tôi cũng có một tin muốn tuyên bố với mọi người, theo những chứng cứ chúng tôi nắm được, Mã Ích Lượng quả thật đã làm xấu danh dự của Trương Dương. Trước khi đến tham dự cuộc họp, cơ quan công an đã tìm ra đầu mối chính thức. Sắc mặt của Mã Ích Dân hoàn toàn thay đổi, y nói hơi phẫn nộ, anh có chứng cứ gì? Không thể nào tự nhiên đi bắt người được, đúng không? Giữa ban ngày ban mặt đập phá nhà người ta thì anh không bắt, mà anh lại đi bắt người bị hại, thế này là thế nào? Vinh Bằng Phi nói, ai là người bị hại không phải do ông quyết. Mã Ích Dân tức giận, thế thì do anh quyết. Đỗ Thiên Dã lười nhác lên tiếng. Được rồi, mỗi lần họp đều làm đến độ căng thẳng như thế này, có hay không? Tất cả mọi người đều không quyết được, mà chỉ có luật pháp thôi. Tả Viên Triều không nói gì, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng hiểu rồi, Đỗ Thiên Dã bảo vệ Trương Dương là điều tất yếu, mặc dù gã biết rõ ràng rằng đằng sau Kim Sa nhất định có quan hệ mờ ám, nhưng gã vẫn làm như vậy, điều đó đã chứng minh rằng, Đỗ Thiên Dã không hề thích thú với những thế lực từ ngoài đến này. Tả Viên Triều nhìn Mã Ích Dân đầy đồng cảm, về sự việc này. Mã Ích Dân có cố gắng tiếp cũng không có ích lợi gì, Mã Ích Lượng làm sai một việc, gã đã chọn nhầm đối tượng khiêu chiến, gã và Trương Dương có thực lực quá thua kém nhau. Khiêu chiến Trương Dương nhất định sẽ có một kết cục chẳng tốt đẹp gì. Tại sao tự nhiên lại bắt người? Mã Ích Dân sau khi đã bình tĩnh lại nói lý luận với Vinh Bằng Phi. Vinh Bằng Phi nói, em của ông đã phỉ báng cán bộ nhà nước, làm xấu hình ảnh chính phủ, đây đều không phải là việc nhỏ. Chủ tịch Mã, ông về tìm cho anh ta một luật sư đi. Mã Ích Dân nói, chẳng lẽ mọi người cho rằng Trương Dương không hề có một chút trách nhiệm nào trong chuyện này sao? Vinh Bằng Phi nói, anh ta không phạm vào luật pháp hình sự, không đến phiên tôi quản lý. Mã Ích Dân tức giận nói, thế thì ai quản? Vinh Bằng Phi đáp lời, ông có thể đi tìm bộ trưởng tổ chức, bí thư kỷ ủy, thậm chí có thể tìm đến thị trưởng Tả, đến bí thư Đỗ, tóm lại việc này không liên quan đến cục công an chúng tôi. Mã Ích Dân tức giận đùng đùng, ngoài đến chỗ Tả Viên Triều, thật sự không ở đâu y có thể nói lý được, vì thế y tìm đến phòng làm việc của Tả Viên Triều. Tả Viên Triều nhẫn nại nghe y báo oán xong, rồi thở dài nói, lão Mã à, Trương Dương thật sự không có lỗi lầm gì quá lớn trong việc này. Mã Ích Dân ngớ người, tại sao Tả Viên Triều lại nói như vậy cơ chứ?
Tả Viên Triều nói, tôi vừa mới biết, tòa nhà mà Kim Sa kinh doanh kia, khi hoàn thành đã ký hợp đồng với Trương Dương rồi, về mặt pháp luật, Kim Sa không được pháp luật bảo vệ đâu. Mã Ích Dân nói, sao lại thế được, Kim Sa rõ ràng đã ký hợp đồng 5 năm. Tả Viên Triều nói, anh có biết chủ tòa nhà đó thực sự là ai không? Mã Ích Dân nào biết gì về việc kinh doanh cụ thể này, y lắc đầu. Tả Viên Triều nói, An Ngữ Thần, Kiều Mộng Viện đại diện cho cô ấy về tất cả những tài sản ở quảng trường Nam Lâm Tự, có điều hai người chỉ là nói miệng thôi, cũng có nghĩa là, hợp đồng Kiều Mộng Viện ký với Vương Quân Giao hoàn toàn không có giá trị pháp luật. Mã Ích Dân vừa suy nghĩ đã hiểu ra điểm mấu chốt trong chuyện này, y phẫn nộ nói, làm giả ai mà không biết chứ, Trương Dương nhất định đã giở trò gì đó trong chuyện này. Tả Viên Triều nói, anh ta giở trò thì đã làm sao chứ? An Ngữ Thần đã nhận, Kiều Mộng Viện cũng đã nhận, Vương Quân Giao nhất định là bị thiệt rồi, bà ta nhiều nhất cũng chỉ có thể gây khó khăn cho Kiều Mộng Viện mà thôi, anh tưởng rằng bà ấy sẽ làm như vậy. Mã Ích Dân thở dài, Kiều Mộng Viện có bối cảnh thế nào? Mặc dù Vương Quân Giao có anh trai là thính trưởng thính công an tỉnh, nhưng Vương Bá Hành trước mặt Kiều Trấn Lương chẳng có địa vị gì, Vương Quân Giao nhất định không dám động vào Kiều Mộng Viện, dù cho Kiều Mộng Viện không hề có chút lý lẽ nào trong chuyện này. Tả Viên Triều nói, lão Mã à, Trương Dương bồng bột không sai, nhưng không có ai đứng sau chống lưng cho anh ta mà anh ta vẫn dám điềm nhiên xông vào đập phá Kim Sa sao. Mã Ích Dân nói, ý anh là, y đã nuốt ba chữ bí thư Đỗ vào trong. Mặc dù trước mắt Tả Viên Triều và y cùng một lập trường, nhưng trên chính trị, bất cứ ai đều không thể dựa dẫm. Tả Viên Triều gật đầu, y biết rằng Mã Ích Dân muốn nói điều gì, Tả Viên Triều thật sự cho rằng Trương Dương đập phá Kim Sa là do Đỗ Thiên Giã nói, nhưng lần này y đã nghĩ nhầm rồi, Đỗ Thiên Giã đã bị hành động của Trương Dương ép đến độ đi vào con đường đối lập với Vương Bá Hành. Mã Ích Dân nói, nếu như tiếp tục như thế này, thì thật có hại cho nước cho dân. Chương 464, Khoan Dung. Mã Ích Lượng bởi lẽ phạm tội làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác, mang tội phỉ báng, nên đã bị cảnh sát bắt giam, còn Trương Dương, người đã đập phá Kim Sa một cách trắng trợn lại không hề bị tổn thất gì, ông chủ đằng sau của Kim Sa là Hải Sắt Phu Nhân, cũng chính là em gái của thính trưởng thính công an Bình Hải, Vương Quân Giao cuối cùng cũng đã lộ diện, ngày thứ hai sau khi Kim Sa bị đập phá, bà ấy đã xuất hiện ở quảng trường Nam Lâm Tự. Nhìn hộp đêm Kim Sa như một mớ thảm hại trước mắt mình, Vương Quân Giao không hề có một chút thái độ bực mình nào trên nét mặt. Trợ lý của bà ta là Nhạc Linh phẫn nộ nói, sao lại có kiểu vô pháp vô thiên như vậy chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà lại dám làm việc tày đình như vậy, chẳng lẽ hệ thống công an Giang Thành cũng không quản sao? Hải Sắt Phu Nhân không nói gì, quay người bước lên chiếc xe ben của bà ta, nói với Nhạc Linh đang bước vào, giúp tôi liên lạc với Mộng Viện. Kiều Mộng Viện tiếp đón Hải Sắt Phu Nhân ở trong phòng làm việc của mình, khi Kiều Mộng Viện còn du học ở Mỹ, cô đã rất quen với Hải Sắt Phu Nhân, lúc đầu khi cô mới đến Mỹ, Hải Sắt Phu Nhân từng giúp đỡ cô rất nhiều về mặt học tập và cuộc sống, Kiều Mộng Viện cũng gọi Hải Sắt Phu Nhân là gì Hải Sắt. Hải Sắt Phu Nhân nắm lấy tay Kiều Mộng Viện, mỉm cười nhìn cô nói, Mộng Viện thật đúng là ngày càng xinh đẹp. Kiều Mộng Viện cười nói, dì Hải Sắt đừng khen cháu nữa, cháu ngại lắm ạ. Đương nhiên cô biết rằng mục đích bà ấy đến đây để làm gì, cô mời bà ngồi lên ghế sofa, rồi bảo thư ký pha cho hai cốc cà phê. Vương Quân Giao nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cốc cà phê, nhìn bên trong căn phòng làm việc của Kiều Mộng Viện, nhẹ nhàng thở dài, chỗ này thật sự là không tồi, đằng trước là Nam Hồ đúng không Mộng Viện? Kiều Mộng Viện gật đầu, từ phòng làm việc của cô có thể nhìn thấy Nam Hồ ở đằng trước, cảnh sắc tầm nhìn từ đây rất đẹp. Vương Quân Giao nói tiếp, khi Hối Thông vừa thành lập, Hứa Gia Dùng còn đi Mỹ đầu tư mạo hiểm, dì đã giúp cậu ấy liên hệ với mấy công ty, không ngờ trong một thời gian ngắn như thế này, Hối Thông đã có sự phát triển lớn như vậy, thật là một điều đáng chúc mừng. Nhắc đến Hứa Gia Dũng, Kiều Mộng Viện lại trở nên trầm ngâm. Vương Quân Giao nắm bắt được sự thay đổi trong cảm xúc của Kiều Mộng Viện một cách rất mẫn cảm, bà ta cười nói, nghe nói giữa cháu và cậu ấy đã có một vài sự hiểu lầm, thế nào rồi? Hai đứa đến giờ vẫn chưa giải thích rõ ràng à? Kiều Mộng Viện cười nói, dì Hải Sắt à, chúng cháu còn trẻ, nên xem trọng sự nghiệp thì tốt hơn. Vương Quân Giao gật đầu, bà chậm chậm đặt cốc cà phê xuống rồi nói, Mộng Viện, lần này mục đích gì đến đây có lẽ cháu đã biết rồi. Kiều Mộng Viện nhẹ nhàng nói, cháu xin lỗi. Vương Quân Giao cười nói, nhà đầu ngốc này, sao lại nói như thế này cơ chứ? Có phải cháu là người đập Kim Sa ra đâu? Kiều Mộng Viện nói, tòa nhà mà Kim Sa thuê để kinh doanh có chủ thật sự là tiểu thư An Ngữ Thần,
cô ấy ủy thác cháu quản lý, nhưng vì quan hệ của chúng cháu rất tốt, nên từ trước đến giờ đều không viết giấy ủy thác gì hết, chỉ là lời nói mà thôi gì ạ. Kiều Mộng Viện đang ngầm ám thị với Vương Quân Giao, hợp đồng giữa cô và bà ấy không có hiệu lực pháp luật. Vương Quân Giao đã quen với những hoàn cảnh thế này bởi lẽ bà ta luôn phải lăn lộn trên thương trường, đương nhiên hiểu rằng Kiều Mộng Viện nói như vậy là nhằm giải vây cho Trương Dương. Bà ta mỉm cười nói, Kim Sa chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong sản nghiệp của dì, nếu như không phải là nó bị đập, thì dì đã gần như quên mất ở Giang Thành còn một sản nghiệp như vậy. Dì đã từng nghe đến người thanh niên trẻ là Trương Dương này, giữa dì và cậu ta không có gì khúc mắc với nhau, cậu ta làm như vậy, nhất định có điều gì đó hiểu lầm. Kiều Mộng Viện nói, chúng cháu là bạn rất tốt, mặc dù người này tính tình bồng bột, nhưng sống rất tốt. Vương Quân Giao cười nói, người có thể để cháu khen ngợi chắc chắn sẽ rất tốt, Mộng Viện, dì muốn gặp mặt cậu ta. Kiều Mộng Viện nói, trưa nay cháu mời cơm dì, rồi gọi cậu ấy đến đây. Vương Quân Giao cười nói, được. Trương Dương rất hiếu kỳ với người tên là Vương Quân Giao, Kiều Mộng Viện đón tiếp bà ấy ở Tân Đến Hào, mời Trương Dương và An Ngữ Thần cùng đến. An Ngữ Thần vì phải đi Phong Trạch để giải quyết vấn đề trường học, nên không đến được, bữa cơm trưa hôm đó chỉ có Trương Dương đến. Trương Dương nhìn thấy vị phụ nữ trung niên xinh đẹp và nho nhã trước mặt, đã đoán được ngay chắc chắn đó là Vương Quân Giao, cười bước về phía Vương Quân Giao, vị này nhất định là hải sắt phu nhân rồi. Vương Quân Giao cười, Kiều Mộng Viện giới thiệu, vị này là phó thị trưởng Phong Trạch, vị này là hải sắt phu nhân. Vương Quân Giao bắt tay với Trương Dương rất lịch sự, mặc dù bà đã 50 tuổi, nhưng bình thường chú ý đến chăm sóc bản thân, nên ra bà vẫn rất láng mịn như người còn trẻ vậy. Vương Quân Giao nói cậu là vị phó thị trưởng trẻ tuổi nhất tôi từng gặp. Trương Dương cười nói, phó thị trưởng của thành phố cấp huyện, cũng không được coi là trẻ trung nữa rồi, mời phu nhân ngồi. Ba người ngồi xuống, Kiều Mộng Viện bảo người phục vụ đưa thức ăn đến, nói với Trương Dương, có uống rượu không? Trương Dương lắc đầu, không uống, buổi chiều tôi còn phải họp, ăn xong cơm là tôi phải chạy về rồi. Vương Quân Giao nói, công việc của thị trưởng Trương thật là bận rộn. Trương Dương đáp lời, đều là do công trình sân bay mới cả, thành phố và cả tỉnh đều rất coi trọng, tôi không dám sao nhãng một chút nào. Hắn thầm quan sát Vương Quân Giao, phát hiện ra bà ta có vài nét giống với thính trưởng công an Vương Bá Hành. Vương Quân Giao nói, thực ra lần này tôi đến Giang Thành là để gặp mặt thị trưởng Trương. Trương Dương cười nói, phu nhân tìm tôi có việc sao? Tên này rõ ràng là đang giả vờ không biết gì. Vương Quân Giao mỉm cười, tôi biết rằng cậu và Mộng Viện là bạn tốt, tôi và Mộng Viện cũng đã quen nhau nhiều năm nay, nói một câu hơi kiêu ngạo là, tôi luôn coi Mộng Viện là con gái. Với tuổi của bà ta thật sự có tư cách nói câu này. Trương Dương cười nói, rất vui được quen với bà. Vương Quân Giao nói, mặc dù chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, nhưng tôi đã nghe tên cậu từ lâu. Trương Dương cười nói, không ngờ tôi lại nổi tiếng đến vậy. Vương Quân Giao cười nói, tôi nghe nói về cậu thông qua Yên Nhiên. Trương Đại Quan bắt đầu ý thức được rằng người phụ nữ này rất không đơn giản, bà ta vừa xuất hiện đã ngầm nhắc đến mối quan hệ này, ngay cả Yên Nhiên bà ta cũng quen, Vương Quân Giao rất cao minh, bà ta không hề nhắc đến chuyện Kim Sa bị đập phá, mà lại nhắc đến mối quan hệ này trước cho Trương Dương biết, ý tứ rất rõ ràng, mọi người đều là bạn bè của nhau cả, mà cậu lại đập phá tiệm của tôi, thật là quá quát. Trương Dương nói, Yên Nhiên không nói với tôi về quan hệ của hai người. Vương Quân Giao cười nói, khi còn ở Mỹ, tôi thường xuyên hẹn cô ấy đi đánh bóng dạo phố, cô ấy có tình cảm sâu đậm với cậu. Bà ta càng nói như vậy, Trương Dương càng cảm thấy cảnh giác, người phụ nữ này sao lại hiểu về mình như vậy? Hắn và bà ta đâu có gì qua lại với nhau cơ chứ? Xét cho cùng, vì hắn đập phá Kim Sa nên bà ta mới biết hắn, hay là trước đó bà ta đã biết về hắn rồi? Kiều Mộng Viện nói, thường nói đại thủy nổi lên dìm cả miếu Long Vương, mọi người không biết nhau, không ngờ còn có việc như thế này, Trương Dương, lần này hộp đêm Kim Sa mà anh đập là sản nghiệp của hải sắt phu nhân. Cô nhân cơ hội nhắc đến việc này, muốn thay Trương Dương làm hòa với Vương Quân Giao, dù sao thì việc này vẫn chưa được giải quyết, nếu như Vương Quân Giao kiên quyết truy cứu vụ việc lần này, Trương Dương nhất định sẽ lãnh trách nhiệm nhất định. Kiều Mộng Viện làm như vậy là vì nghĩ cho Trương Dương, nếu như hai bên có thể hiểu nhau. Thì đương nhiên là một chuyện vô cùng vui vẻ. Trương Dương thầm nói, tôi đập tiệm của bà ta thì đã sao? Vương Quân Giao vẫn mỉm cười nói, thật sự đây là một việc hiểu lầm, nếu như chúng ta đã biết những mối quan hệ này từ sớm, thì cũng sẽ không xảy ra những việc không vui như thế này. Trương Đại Quan cười nói, hải sắt phu nhân,
tôi đập phá Kim Sa không phải là muốn làm khó bà, dù là giữa chúng ta có quan hệ như thế nào, thì tôi vẫn cứ phải đập Kim Sa. Vương Quân Giao nhìn người thanh niên đầy khí phách này, môi vẫn giữ nụ cười không hề thay đổi, tại sao? Trương Dương nói thật với phu nhớ, người như tôi nói chuyện không thích lòng vòng, tôi cứ nói thẳng, việc bà đưa Kim Sa giao cho Mã Ích Lượng quản lý là một sự sai lầm. Mã Ích Lượng có một vài quan hệ ở địa phương, anh của anh ta là Mã Ích Dân là chủ tịch chính hiệp thành phố Giang Thành chúng tôi, nhưng người này có lý lịch chẳng sạch sẽ gì, lúc đầu khi anh ta còn kinh doanh ở Hoàng gia Giá Nhật, chính là vì lý do có buôn bán mại dâm nên đã bị điều tra. Vương Quân Giao không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Trương Dương. Trương Dương tiếp tục nói, lần đầu tiên tôi đi Kim Sa, đã gặp hơn 10 tên côn đồ công kích tôi ở Kim Sa, tôi không biết rằng vị trí của hải sát phu nhân với Kim Sa ở đâu. Mã Ích Lượng rốt cuộc đang làm gì? Liệu bà có rõ hay không? Vương Quân Giao mỉm cười nói, tôi rất ít khi hỏi về chuyện kinh doanh cụ thể. Câu này hình như đang thoái thác quan hệ. Trương Dương nói, Mã Ích Lượng lợi dụng những giấy tờ tôi làm mất, có thể bịa đặt ra nhiều chuyện không có thật làm xấu hình tượng của tôi, và phỉ báng nhân phẩm của tôi, người như tôi tính tình không được tốt, không chịu được là phải xả ngay lập tức, tòa nhà Kim Sa đó vốn là sản nghiệp của chính phủ chúng tôi không thể để chỗ đó trở thành nơi kinh doanh phạm pháp. Vương Quân Giao nói, sự việc này tôi đã biết rõ rồi, tôi thay mặt cho bản thân tôi và cả hộp đêm Kim Sa, xin lỗi về việc đã gây nhiều bất tiện cho thị trưởng Trương. Bà ta cầm cốc nước ngọt lên. Trương Dương cũng cầm cốc lên, người ta đã kính hắn, thì hắn cũng phải kính lại, Trương đại quan của chúng ta luôn luôn ơn oán phân minh. Vương Quân Giao nói, tôi sẽ tìm hiểu tình hình kinh doanh của Kim Sa một cách cụ thể, nếu thật sự có tồn tại hành vi phạm pháp, tôi nhất định sẽ điều tra nghiêm khắc trách nhiệm của những nhân viên liên quan. Trương Dương nói, xin lỗi, tòa nhà Kim Sa thuê đó tôi đã thay mặt chính phủ thu hồi rồi, Nam Lâm tự là thánh địa Phật giáo, điều này có lẽ bà cũng biết. Lúc đầu khi mọi người chọn địa điểm này để kinh doanh có lẽ chưa suy nghĩ cho chu đáo, các nhân sĩ trong giới tôn giáo đã nhiều lần kháng nghị về việc này. Vương Quân Giao yên lặng nhìn Trương Dương, ý của Trương Dương rất rõ ràng, Kim Sa đừng nghĩ đến chuyện mở lại một lần nữa. Vương Quân Giao thở dài nói, có một vài lúc, ý nguyện chủ quan của con người là tốt, nhưng khi làm thành hiện thực, bản chất của nó đã thay đổi. Trương Dương cười nói, thật ra phu nhân không hề thích hợp làm về ngành vui chơi giải trí này. Trương Dương Quân Giao hơi nhíu mày, ý của thị trưởng Trương là. Trương Dương nói, ngành giải trí là một ngành rất mẫn cảm, chỉ cần không chú ý một chút thôi, là phương hướng của nó sẽ sai lệch ngay. Lệnh huynh của phu nhân là thính trưởng thính công an của Bình Hải chúng tôi. Sự việc của Kim Sa đã gây nên một vài ảnh hưởng không cần thiết. Rất nhiều người đang nói ra nói vào, ý của tôi, có lẽ phu nhân cũng hiểu. Vương Quân Giao nói, xem ra tôi thật không biết nhiều về môi trường đầu tư của đại lục, nên không suy nghĩ được chu đáo đến vậy. Trương Dương mỉm cười nói, thật ra thị trường đầu tư trong nước rất lớn, với thực lực của phu nhân và tầm nhìn của phu nhân không cần phải để ý đến miếng bánh giải trí này. Vương Quân Giao phát hiện ra Trương Dương đã có chút gian xảo, Vương Quân Giao nói, bất cứ điều gì đều có một quá trình để thích ứng mà, Kim Sa cứ coi như là một hòn đá thử khi tôi bước vào thị trường trong nước vậy. Kiều Mộng Viện thấy cuộc nói chuyện giữa hai người cũng diễn ra trong hòa khí nên dần yên tâm trở lại. Trương Dương nhìn thời gian, đứng dậy cáo từ, trước đó hắn cũng đã nói buổi chiều còn phải về họp, nên Vương Quân Giao và Kiều Mộng Viện không giữ lại. Sau khi Trương Dương đi khỏi, Kiều Mộng Viện ngỏ ý xin lỗi, dì Hải Sắt, vì việc của cháu mà đã làm cho dì bị tổn thất lớn thế này đi, tất cả những tổn thất lần này sẽ do cháu chịu cả nhé. Vương Quân Giao cười nói, cháu còn khách sáo với dì như vậy à, dì đã nói rồi mà, dì chẳng để ý gì đến Kim Sa, dì mở cửa Kim Sa. Là vì trước kia ở Mỹ dì luôn làm ngành vui chơi giải trí, chỉ là dùng Kim Sa để thử phản ứng của thị trường trong nước thôi, kiếm được hay là lỗ gì cũng chẳng quan tâm lắm. Mặc dù bà ta nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lần này vì Kim Sa bị đập, tính cả số tiền sửa sang trước nữa, cũng phải đến 3 triệu. Kiều Mộng Viện hỏi thử, dì dự định giải quyết việc Kim Sa thế nào? Vương Quân Giao nói, dì đang làm ăn, có phải là đấu đá với người khác đâu, Kim Sa trải qua chuyện này. Danh tiếng đã hoàn toàn mất rồi, nếu như miễn cưỡng duy trì thì chẳng còn ý nghĩa gì, thôi, chỉ coi là đã bỏ tiền ra học một bài học thôi. Biểu hiện của bà ta càng khoan dung, trong lòng Kiều Mộng Viện càng cảm thấy buồn, lần này thật sự đã làm liên lụy đến Vương Quân Giao, vì thế cô mới chủ động đề ra ý định đền bù tổn thất lại cho Vương Quân Giao. Vương Quân Giao nói, Trương Dương nói một câu rất đúng, dì làm ngành vui chơi giải trí ở Bình Hải,
ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, sẽ mang lại cho anh dì rất nhiều ảnh hưởng không tốt, giờ đây dì đã rất hối hận mở Kim Sa rồi. Trương Dương sau khi họp xong liền nhận được điện thoại của Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện nói với hắn rằng Vương Quân Giao sẽ không truy cứu chuyện này, hơn nữa sẽ bỏ đi ý định mở lại Kim Sa, cũng có nghĩa là Vương Quân Giao đã nhận thua. Trương Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, biểu hiện của Vương Quân Giao nằm ngoài dự liệu của hắn. Bà ta rốt cuộc là biết khó mà bỏ hay là cố ý bày binh bố trận đây, hay là đang ôm ý nghĩ quân tử trả thù 10 năm không muộn. Nhưng người ta đã làm một hành động cao đạo như vậy, Trương Dương cũng không thể nào thể hiện mình quá nhỏ nhen, hắn ngay lập tức bảo Kiều Mộng Viện sắp xếp thời gian, hắn đích thân mời Vương Quân Giao ăn một bữa cơm. Đặt điện thoại xuống, chủ nhiệm nhân đại thành phố Triệu Dương Lâm bước vào, Triệu Dương Lâm vừa đến hiện trường xem, biểu hiện sự hài lòng về tiến trình và chất lượng của công trình. Y cười nói, ông chủ của kiến thiết Bình Trung là Ngô Chuyên Nguyên vừa đến đây rồi, qua công tác của ông ta, giờ đây các công nhân đều rất giàu sức lực. Tôi đã mời ông ấy chút nữa đi ăn cơm tối ở nhà ăn của chúng ta, cậu phải đi theo đấy. Trương Dương cười nói, ông đã trọng dụng tôi như vậy, ông chỉ đâu tôi sẽ đánh đấy. Ngô Trung Nguyên gặp Trương Dương lần này rõ ràng là đã khiêm nhường hơn rất nhiều, mấy ngày nay y đã tai nghe mắt thấy một số việc ở Giang Thành, y đã bắt đầu có sự hiểu biết về Trương Dương. Một hảo hán đã đánh hơn 30 tên côn đồ, một người dám đi đập hộp đêm của em gái thính trưởng thính công an, chẳng ai dám khinh thường loại người như thế này. Ngô Trung Nguyên cuối cùng đã hiểu tại sao Đỗ Thiên Giã lại đặt hắn vào vị trí quan trọng như vậy, Ngô Trung Nguyên cũng đã ý thức được kiến thiết Bình Trung nếu muốn làm việc thuận lợi ở đây, nhất định phải có quan hệ tốt với hắn. Mặc dù Triệu Dương Lâm là phó tổng chỉ huy, nhưng y chỉ là có tiếng mà thôi, Trương Dương mới thật sự là nhân vật có thực lực ở trong việc xây dựng sân bay. Ngô Trung Nguyên cũng cảm thấy hơi hối hận với phan cục của buổi tối hôm đó, y mời cả Tả Viên Triều, Kiều Bằng Cử, Tôn Đông Cường đến, mục đích là để thể hiện thực lực với Trương Dương, nhưng sự thật đã chứng minh, cách làm đó của y không hề có tác dụng gì, Trương Dương còn chẳng cho Vương Bá Hành chút thể diện, huống hồ là đám người này. Ngô Trung Nguyên từ sau ngày hôm đó, luôn luôn muốn tìm một cơ hội nói chuyện tử tế với Trương Dương, hôm nay đã đợi được đến cơ hội đó rồi. Trương Dương bảo nhà ăn chuẩn bị một bàn ăn. Mời Ngô Trung Nguyên, nhà ăn của sân bay đã được Cảnh Lục của Bát Chân Cư bao thầu về, Cảnh Lục rất coi trọng, phái một đầu bếp nổi tiếng từ Bát Chân Cư đến, chất lượng của thức ăn rất ngoan, mấy món ăn tủ của bên Bát Chân Cư cũng đã mang đến đây. Ngô Trung Nguyên khen hết lời với những thức ăn ở đây, y cười nói, tôi đã ăn ở nhiều nơi như vậy, mà tôi thấy thức ăn ở sân bay Giang Thành là ngon nhất. Trương Dương cười nói, xây dựng xong được sân bay Giang Thành phải đến năm 97 kìa. Tổng giám đốc Ngô về sau còn nhiều cơ hội ăn cơm ở nhà ăn này. Ngô Trung Nguyên cười nói thật, tôi cảm giác hương vị của thức ăn ở đây còn chính tông hơn cả Tân Đế Hào. Triệu Dương Lâm nói, những thức ăn thông thường phải xuống dưới mới ăn được, khách sạn như Tân Đế Hào đó đều là quá cứng nhắc, khi ăn cảm thấy chẳng có thú vị gì. Ngô Trung Nguyên nói, đúng thế, giờ đây những món ăn của quán cơm lớn như từ một lò ra vậy, hương vị của đầu bếp cũng giống nhau. Cả ngày chúng tôi ăn ở ngoài đã ngán lắm rồi. Triệu Dương Lâm đồng cảm nói, giờ đây tôi đang cố gắng ăn cơm ở nhà, ăn được mấy món ăn đó cảm thấy thật ngon miệng, tuổi đã lớn rồi, dạ dày không được tốt, ăn nhiều thứ thịt cá quá không quen. Trương Dương dùng đũa chung gắp một cái đầu vịt cho y, một trong những món đặc sắc của Bát Chân Cư, ông phải thử xem thế nào. Triệu Dương Lâm mặt khổ hạnh nói, cholesterol cao, tôi sợ thứ này lắm. Trương Dương cười cầm cốc rượu lên, nào. Chúng ta hoan nghênh Tổng Giám Đốc Ngô đến thị sát công trình sân bay của chúng ta. Ngô Trung Nguyên nói khiêm tốn, tôi đến là để tham quan học tập thôi, không nói được là thị sát đâu. Trương Dương nói, hợp tác là một quá trình cọ sát qua lại, chỉ cần chúng ta đều có thành ý, thì bất cứ vấn đề nào đều có cách giải quyết của nó cả. Ngô Trung Nguyên nói, lần này tôi đã thấy được sự lợi hại của Giám công Nhật Bản rồi, anh ta đã dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc của quốc tế để yêu cầu vấn đề thi công của chúng ta. Nhân công của chúng ta chủ yếu làm về những hạng mục trong nước, nên có hơi không thích ứng với những yêu cầu này, có điều sóng gió lần này có lợi ích rất lớn với Bình Trung, làm cho tôi ý thức được chúng ta không thể chỉ đáp ứng yêu cầu trong nước, mà còn phải mở rộng tầm mắt trên tầm quốc tế, cần phải lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất của quốc tế để yêu cầu mình, chỉ có như vậy mới có thể vượt ra ngoài biên giới, đúng là người Nhật Bản đã dạy cho chúng ta một bài học quý giá. Triệu Dương Lâm cũng mừng vì sự việc được giải quyết. Y cười nói, tôi đã nói từ lâu rằng kiến thiết Bình Trung là hàng hiệu của ngành kiến trúc chúng ta, mâu thuẫn của hai bên là không hiểu nhau thôi, chỉ cần nói rõ sự việc, tất cả sẽ ổn cả thôi.
Trương Dương cầm cốc rượu lên nói, hy vọng rằng chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng làm tốt hạng mục sân bay mới này. Ngô Trung Nguyên gật đầu nói, mong hai vị lãnh đạo yên tâm, kiến thiết Bình Trung chúng tôi sẽ đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, coi vinh dự của Giang Thành là trách nhiệm của mình. Buổi tối hôm đó Trương Dương trực ban, ở lại bộ chỉ huy để nghỉ ngơi, đến 9 giờ hơn, Ngưu Văn Cường đến tìm hắn, vì vườn nuôi trồng gặp phải vấn đề ô nhiễm, nên cua của Ngưu Văn Cường đã chết hết, lần này gã cũng hơi nhàn hạ, gần như mỗi buổi tối đều đến bộ chỉ huy. Đồng Hân Vũ đã chuyển bồi thường của gã thành cổ phần, Ngưu Văn Cường gần đây đều cải cách chế độ công xưởng, theo lời của gã, nơi này thuộc về gã phải nhắm vào đầu tư của mình, xác định thu hồi lợi nhuận. Khi Ngưu Văn Cường đến phòng làm việc của Trương Dương đang chơi game trên máy tính, Ngưu Văn Cường gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Trương Dương vẫn chơi tiếp, không để ý đến gã. Ngưu Văn Cường rót một cốc trà cho mình, rồi uống mấy hớp liên tục, lớn như thế này rồi, mà vẫn còn trẻ con vậy à? Trương Dương nói, đừng làm phiền tôi sắp thắng rồi. Ngưu Văn Cường bước đến, thò tay ra tắt màn hình máy tính đi. Trương Dương tức đến độ trừng mắt, anh làm trò gì thế hả? Ngưu Văn Cường nói, đi, chúng ta đi uống rượu. Trương Dương nói, tôi vừa ăn cơm xong. Ngưu Văn Cường nói, tôi đã mua một con ba ba lớn hơn 3 cân ở Hồ Phong Trạch, còn hai con vịt trời nữa, đáng lẽ tôi định hưởng thụ một mình thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chuẩn bị chia sẻ với anh. Trương Dương cười nói, tôi thật sự ăn không nổi nữa rồi, vừa ăn cơm với Ngô Trung Nguyên xong. Ngưu Văn Cường nói, hay là chúng ta đi Phong Trạch, gọi cả Trình Diệm Đông đến. Thông qua sự kiện ô nhiễm, Ngưu Văn Cường đã kết giao được với một đám bạn ở Phong Trạch. Trương Dương nhìn thời gian, đã 9 giờ rưỡi rồi, tên này thật là cao hứng. Trương Dương nói, muộn như thế này rồi, các cửa hàng cơm đều đóng cửa hết cả, chạy đến Phong Trạch cũng phải tới 10 giờ, anh mang ba ba với vịt của anh đến, rồi ai làm cho anh? Ngưu Văn Cường nói, đi đi, tôi hôm nay rất vui, chúng ta uống rượu thông đêm. Trương Dương nói, thế này đi, anh đưa những thức ăn đó cho nhà ăn, bảo Chu sư phụ làm cho anh, làm thành một bàn, giờ anh gọi điện cho mấy người Trình Diệm Đông, bảo họ đến bộ chỉ huy ăn cơm, tôi ở đây có nhiều phòng lắm, buổi tối đều có thể ngủ lại ở đây. Ngưu Văn Cường cười ha ha gật đầu nói, gì đó nhỉ? Trương Dương nhìn ra gã có điều muốn nói đi. Ngưu Văn Cường đáp, tôi mời Đồng Hân Vũ đến có được không? Trương Dương đã nhận ra điều gì đó, tên này chẳng lẽ lại có ý gì với Đồng Hân Vũ sao? Hắn gật đầu nói, muộn thế này rồi, anh mời người ta chưa chắc đã muốn đến. Ngưu Văn Cường cười nói, cô ấy đang chỉ huy trùng tu ở xưởng, tôi đến đón cô ấy. Trương Đại Quan thở dài. Ngưu Văn Cường nói, anh không vui à? Không phải vậy. Vậy thì anh thở dài cái gì? Trương Dương nói, tôi thở dài cho Đồng Hân Vũ thôi, anh nói người ta hạ độc mấy con cua của anh, lần này thì hay rồi, không những đưa cả xưởng cho anh lại còn nhớ đến cả người nữa, anh thật là hiểm độc đấy. Ngưu Văn Cường cười ngại ngần, người Anhem à, tôi rất thích những cô gái có cá tính, thật đấy, tôi đúng là hơi rung rinh rồi. Trương Dương cười nói, có lần nào là anh không rung rinh cơ chứ? Tôi thấy anh chỉ lăng nhăng là giỏi. Ngưu Văn Cường nói, về mặt này thì phải gọi cậu là sư tổ. Trương Dương trừng mắt nói cút, có tin tôi ném cả anh với ba ba ra ngoài không? Ngưu Văn Cường cười nói, ba ba với cả vịt ở ngoài cửa nhà cậu đấy, cậu đưa vào nhà ăn đi, tôi đi đón người. Không đợi Trương Dương nói, tên này đã đi mất rồi, khi đến cửa gã lại nói, anh gọi cả bên Trình Diệm Đông nhé. Trương Dương lắc đầu ngán ngẩm, ra cửa nhìn đám ba ba và vịt trời ở ngoài cửa, con ba ba đó thật sự là không nhỏ. Trương Dương cầm ba ba đến nhà ăn, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trình Diệm Đông, thì cuộc điện thoại của An Ngữ Thần đã gọi đến rồi, cô muốn thương lượng về việc khánh thành của trường nhỏ bên Nhất Trung, mấy ngày nay cô đều ở Phong Trạch chuẩn bị việc mở trường học. Nói ra thì trường nhỏ của Nhất Trung vẫn là một trong những trọng điểm công việc sau khi Trương Dương đến Phong Trạch quản văn hóa giáo dục vệ sinh, nhưng cùng với việc giờ đây thành phố phong hắn làm chỉ huy hiện trường của sân bay mới, Trương Dương thực sự không phụ trách công việc cụ thể gì. Cái gọi là quản lý công tác chiêu thương cũng chỉ là nói vậy mà thôi. An Ngữ Thần quyết định bỏ tiền ra xây trường học là để ủng hộ Trương Dương. Có điều giờ đây Trương Dương đã nghiêng trọng điểm về bên sân bay mới. An Ngữ Thần lại không thể nào nói bỏ là bỏ được. Trước kia Thường Lăng Phong làm không ít việc. Đã sắp đến ngày mở trường rồi. Phân hiệu của Nhất Trung Phong Trạch cũng sẽ chính thức khai trương. An Ngữ Thần chuẩn bị làm một lễ khai trương long trọng. Việc này đương nhiên phải thương lượng với Trương Dương.
Ngưu Văn Cường tập hợp mọi người đến uống rượu như vậy, mục đích của gã quá rõ ràng, may mà An Ngữ Thần cũng đến, nên có thể phân tán sự chú ý. Đồng Hân Vũ là một người ăn thật làm thật, Ngưu Văn Cường có rất nhiều quan hệ xã hội, trong quá trình cải cách cơ chế của xưởng, Đồng Hân Vũ nắm phần sản xuất, còn Ngưu Văn Cường lợi dụng nguồn tài nguyên xã hội của mình để bán sản phẩm, gần đây phối hợp rất ăn khớp. Dù là đến đâu, Trương Đại Quan cũng là một nhân vật được rất nhiều người để ý. Mặc dù Trình Diệm Đông không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Trương Dương đập phá kim sa, nhưng mấy ngày nay, chuyện này đã đồn ầm trong hệ thống cảnh sát. Trình Diệm Đông cười nói, khắp trên Giang Thành, người dám đập kim sa chỉ có thị trưởng Trương, tôi kính anh một chén. Trương Dương cười nói, sao lại nói vậy cơ chứ? Đập một hộp đêm cũng đáng để anh kính rượu à? Trình Diệm Đông nói, ai mà không biết bà chủ sau màn của kim sa là em gái ruột của thính trưởng Vương của chúng ta cơ chứ? Thứ anh đập không chỉ là kim sa, mà còn là thể diện của thính trưởng Vương nữa. Trương Dương nói, hôm nay tôi đã gặp Vương Quân Giao rồi. Mấy người đều nhìn hắn, An Ngữ Thần thân thiết hỏi, bà ấy nói thế nào? Trương Dương nói, Kiều Mộng Viện ở giữa giảng hòa, thái độ của bà ấy được lắm, đồng ý việc này. Ngưu Văn Cường nói, đại sự hóa tiểu sự hóa vô sự rồi, với anh mà nói, chưa chắc đã không phải là một việc tốt, nào, chúng tôi kính thị trưởng Trương một chén. Mấy người cùng hưởng ứng. Trương Dương uống chén rượu rồi nói, tôi thấy bà Vương Quân Giao không hề đơn giản, xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà bà ta vẫn cười như không có gì xảy ra cả vậy. Ngưu Văn Cường nói không chừng người ta chỉ nhịn lúc đó thôi, sử dụng sách lược quân tử trả thù 10 năm không muộn với anh. Trương Dương cười nói, nếu như bị anh nói trúng, thì về sau chẳng lẽ tôi đi đường cũng phải cẩn thận à? Trình Diễm Đông nói, lăn lộn trong tổ chức, chỉ cần anh muốn làm việc tử tế, không đắc tội với người khác là điều không thể nào xảy ra, tôi rất thích người như thị trưởng Trương này. Ân oán phân minh, đây mới là hảo hán thật sự. Ngưu Văn Cường nói, lão Trình à, vừa thôi là được rồi, anh định nọt thế này nghe hơi bị sởn da gà rồi. Đồng Hân Vũ không chịu nổi cười lên, cô rất ít khi nói chuyện, dù sao thì trước mặt đám quan viên như Trương Dương và Trình Diệm Đông cô vẫn hơi khép nép, nhưng sau khi đã tiếp xúc nhiều hơn, phát hiện rằng đám người này rất hay ho. Trình Diệm Đông cười nói, nịnh nọt cũng phải phân biệt đúng đối tượng. Có vài người dù là quan lớn đến đâu chăng nữa, nhưng không có phẩm chất của người làm quan, gọi tôi là ông tôi cũng chẳng nịnh. Thị trưởng Trương mặc dù làm quan không lớn, nhưng đây là một người làm được việc, anh nói tôi nịnh, tôi nhận. An Ngữ Thần nói, câu này của anh hình như vẫn là nịnh nọt. Một đám người lại cười ồ lên. Trương Dương nói, Trình Diệm Đông, đây là tâng bốc quá thể, đừng tưởng tôi không nghe ra. Trình Diệm Đông nói đi nói lại. Bí thư Đỗ và cục trưởng Vinh của chúng ta cũng thật là thú vị, giờ đây đồn với tất cả mọi người rồi, nói rằng thính trưởng Vương rất bực mình, tìm đến bí thư Đỗ trách tội, bí thư Đỗ ngay ở đó đã đập bàn, nói rằng việc của Giang Thành chúng tôi không đến lượt ông nói. Trương Dương mỉm cười, hắn biết rằng Đỗ Thiên Giã đã làm như vậy thật, lần này Đỗ Thiên Giã và Vinh Bằng Phi vì chuyện của hắn đã chịu một áp lực không nhỏ. Trương Dương nói, lời đồn bên ngoài không đáng tin đâu, sự việc lần này tạm thời ngừng đi. Không có căn cứ thì đừng nói bừa. Trình Diệm Đông nói, thật ra làm lãnh đạo quan trọng nhất là phải biết gánh vác, câu này của bí thư Đỗ thật là làm người ta mát lòng mát dạ. Ngưu Văn Cường nói, tôi còn nghe một lời đồn nữa, nói rằng khi anh đem người đến đập phá kim sa, anh nói rằng một khi anh còn ở Giang Thành, thì sẽ không có hai chữ kim sa. Trương Đại Quan gật đầu nói, tôi thật sự đã nói như vậy, hơn nữa tôi nói được là làm được. Chương 465, cố gắng liều lĩnh. Trương Dương và An Ngữ Thần đứng sóng vai nhau bên công trường trống trải, trăng sáng sao thưa, ánh trăng mềm mại phát ra ánh sáng bạc, An Ngữ Thần nhìn mảnh đất rộng, nhẹ giọng nói, sau này từ Hong Kong đến Giang Thành, sẽ đáp máy bay xuống chỗ này. Trương Dương cười nói, đến lúc đó khẳng định sẽ có chuyến bay đến thẳng Hong Kong, cô đến Giang Thành chúng tôi cũng gần hơn. An Ngữ Thần nói, xảy kịp năm 97 không? Trương Dương gật đầu nói, nhất định có thể. An Ngữ Thần thở dài nhẹ giọng nói, không biết tôi có cơ hội đến xem hay không. Trong giọng nói tràn ngập sự cô đơn. Trong lòng Trương Dương run lên, hắn đương nhiên rõ ràng vì sao An Ngữ Thần lại đột nhiên cảm thán, Trương Dương nói, nhất định có cơ hội. An Ngữ Thần nói, lúc ông nội còn sống đã hẹn với tôi, đợi đến năm 97 sẽ trở về, chúng tôi cùng đi đến hiện trường tham gia nghi thức kéo cờ, chỉ là lão nhân gia đã đi trước rồi. Nhắc đến An lão đã rời khỏi nhân thế. Trương Dương cũng không nhìn được thương cảm, giá như không có huyết án mà An Đức Hằng gây ra,
thì An lão vẫn có thể đang khỏe mạnh, An gia vì trận sóng gió ấy mà bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, người đứng đầu ngày hôm nay đã đổi thành An Đạt Văn. Trương Dương nói, gần đây thế nào? An Ngữ Thần nói, A Văn rất có năng lực, sinh ý gia tộc đã bắt đầu ấm lại, trên kinh tế tôi đã hoàn toàn phân rõ giới hạn với hắn, tôi không đến công ty, chuyện cụ thể tôi cũng không biết. Trương Dương gật đầu, hắn cũng không có ấn tượng tốt về An Đạt Văn, tuy rằng phải thừa nhận là tên nhóc này đúng là một kỳ tài kinh thương, nhưng mà trên người của An Đạt Văn đã mất đi sự nghĩa hiệp và nhiệt huyết của ông nói hắn An Chí Viễn, biến thành lãnh huyết và hiện thực, thứ duy nhất không biết chính là khí thức cường đạo của An Đại Công Tử. Trương Dương nói, thân thể gần đây thế nào? Tốt, An Ngữ Thần còn chưa nói xong, bàn tay to ấm áp của Trương Dương đã cầm lấy cổ tay của cô, một cổ nội tức ấm áp nhu hòa đã đưa vào mạch môn của cô, thân thể mềm mại của An Ngữ Thần không nhịn được run lên một chút, Trương Dương nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân. Trong lòng của An Ngữ Thần, Trương Dương là người đáng tin nhất trên đời này, cô nhắm mắt lại, trước mắt rơi vào một mảnh đen tối, sau một hồi cô cảm thấy rằng quanh thân nhẹ như bay. Giống như là thuận gió mà bay lên, trước mắt xuất hiện một tràng cảnh sáng lạn, dưới bầu trời yên lặng, Trương Dương dắt tay cô bay lên, bay lượn dưới ánh sao trong bầu trời đêm. Trong lòng An Ngữ Thần yên lặng bình thản hưởng thức, cái cảm giác này chỉ có khi nào ở bên cạnh Trương Dương mới có thể cảm thụ được. Tâm tình của Trương Dương thì không được yên lặng như vậy, hắn lợi dụng nội tức tìm kiếm mạch tượng của An Ngữ Thần, nhưng kết quả không được khả quan cho lắm, thực khí trong cơ thể của An Ngữ Thần quá hỗn loạn. Sự rối loạn kinh mạch cũng trở nên nghiêm trọng hơn, Trương Dương có thể kết luận, chữ tốt trong lời nói của An Ngữ Thần chẳng qua chỉ là lý do thoái thác vì sợ mình lo lắng thôi. Trương Dương thả cổ tay của An Ngữ Thần ra, thấp giọng nói, gần đây trong ngực và bụng có phải hay đau đớn không? An Ngữ Thần cũng không phủ nhận, nhỏ giọng nói, tôi chịu được. Trương Dương nghe thấy những lời này của cô mà trong lòng cảm thấy căng thẳng, hắn nhẹ giọng nói, chờ lễ khai giải qua. Chúng ta cùng đi đến núi Thanh Thai gặp đạo trưởng Lý. An Ngữ Thần gật đầu, tôi cũng muốn gặp ông ấy. Điển lễ khai giả phân hiệu Phong Trạch nhất trung là một việc trọng đại trong giới giáo dục Phong Trạch, cái này được vốn của nhân dân đầu tư vào, biểu hiện của chính phủ thị ủy Phong Trạch cũng đủ coi trọng, bởi vì bên bỏ vốn cho trường học chính là An Ngữ Thần, là hạng mục quan trọng của Trương Dương khi hắn còn làm giáo dục tại Phong Trạch, cho nên Trương đại quan nhân cũng đặc biệt ra sức, hắn gửi thiếp mời. Những khách quý đến tham dự điển lễ khai giảng có thường vụ phó thị trưởng thành phố Giang Thành Lý Trường Vũ, cục trưởng cục giáo dục thành phố Giang Thành Hạ Phương Húc, bí thư thị ủy thành phố Phong Trạch Thẩm Khánh Hoa, thị trưởng thành phố Phong Trạch Tôn Đông Cường, thường vụ phó thị trưởng thành phố Phong Trạch Trần Gia Niên, bí thư trưởng thị ủy Phong Trạch Tề Quốc Viễn, cục trưởng giáo dục mới nhậm chức của Phong Trạch Cửu Thắng Lợi, hiệu trưởng mới nhậm chức của Phong Trạch Nhất Trung Triệu Nhất Thành, hiệu trưởng trước của Phong Trạch Nhất Trung Thường Lăng Phong. Hiệu trưởng phân hiệu Phong Trạch Nhất Trung Phương Minh Viễn. Vị này là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới giáo dục, lúc trước đã từng là phó hiệu trưởng trường sư phạm của thành phố Đông Giang, sau khi về hưu được An Ngữ Thần dùng lương cao cam kết đến đây đảm nhiệm hiệu trưởng, phụ trách công tác quản lý của phân hiệu. Ngày hôm nay có thể nói là cán bộ lãnh đạo tụ tập dưới một mái nhà, đàn anh của giới giáo dục Giang Thành tập trung lại. Lý Trường Vũ và Thẩm Khánh Hoa cùng nhau cắt băng, tuyên cáo phân hiệu Phong Trạch Nhất Trung chính thức khai giảng. Trước mặt của mấy ngày thầy cô cùng học sinh, mấy lãnh đạo đều phát biểu rất nhiệt tình, vốn cũng có an bài cho Trương đại quan nhân lên nói chuyện, chỉ là Trương Dương đã xin miễn, hắn nói với hiệu trưởng mới nhậm chức của Phong Trạch Nhất Trung Triệu Nhất Thành, tôi quen làm việc phía sau rồi, không thích xuất đầu lộ diện. Lời này ngoại trừ chính hắn chỉ sợ là không ai tin tưởng. An Ngữ Thần cũng đại biểu cho ông nội lên bục nói chuyện, tuy rằng là phân hiệu của Phong Trạch Nhất Trung, nhưng tấm bảng treo bên ngoài lại là Chí Viễn Trung Học. An Ngữ Thần nói, tôi đầu tư vào giáo dục Giang Thành, mục đích là vì hoàn thành tâm nguyện của ông nội, lão nhân gia từ nhỏ đã rời khỏi Giang Thành, từng ấy năm mà cũng không một phút nào quên nhớ về quê nhà, quên hương thân, trải qua nhiều năm phấn đấu, ông đã có được thành công trong sự nghiệp, mong muốn lớn nhất của lão nhân gia chính là báo đáp cho quê nhà. Đáng tiếc là chưa kịp hoàn thành tâm nguyện, thì đã vĩnh biệt cõi đời. Làm cháu gái của ông, tôi trợ giúp ông hoàn thành tâm nguyện này. Chí Viễn Trung Học chỉ là bước đầu tư đầu tiên của tôi trong giới giáo dục Giang Thành, sau này tôi sẽ tiếp tục thiết lập trong thành phố Giang Thành các trường trung học Chí Viễn, tiểu học Chí Viễn, làm cho những đứa trẻ Giang Thành có thể có được cơ hội giáo dục tốt nhất. Lời nói chuyện chân thành tha thiết của An Ngữ Thần đã thu được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của cả hiện trường. Lý Trường Vũ và Thẩm Khánh Hoa cùng đi thị sát giáo khu mới, tỏ vẻ thỏa mãn với cơ sở thiết bị trong trường, ông xoay người lại nói với Trương Dương đi phía sau,
làm không tồi, Phong Trạch nhất trung là những chữ vàng trong giới giáo dục Giang Thành chúng ta, nhất định phải làm tốt phân hiệu, trên cơ sở vốn có mà phát dương quang đại. Trương Dương cười nói, cơ sở thiết bị ở đây có thể nói là hạng nhất Giang Thành, kế tiếp chính là nhìn trình độ giáo dục chỉnh thể, nhưng mà không liên quan đến tôi nữa, hắn nói với Cục trưởng Giáo dục Phong Trạch Cừu thắng lợi, Cục trưởng Cừu, sân khấu tôi đã dựng xong, chỉ còn đợi vở diễn của các người. Cừu thắng lợi gật đầu nói, các vị lãnh đạo yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ toàn lực duy trì công tác, làm cho Trung học Chí Viễn trở thành một thương hiệu mới. Thẩm Khánh Hoa nói, cần phải nói ít làm nhiều, cái chúng ta cần chính là người thật việc thật, gần đây Thẩm Khánh Hoa cũng đã kín đáo hơn rất nhiều, ông ta đã ngửi thấy được mùi vị thay đổi chính trị, Phong Trạch ngày hôm nay đã không còn là nơi mà một tay ông có thể che trời được nữa, khi những cán bộ trẻ tuổi như Trương Dương và Tôn Đông Cường quật khởi, áp lực mà ông chịu đựng càng lúc càng lớn. Lực ảnh hưởng bản thân cũng đã suy yếu đi rất nhiều, có nhiều cán bộ đã bắt đầu làm dự định cho tương lai sắp tới của bản thân. Lý Trường Vũ đi đến bãi đứng trống trước cửa lớn thì dừng lại, ông chỉ đất trống nói, tôi thấy ở đây có thể làm tượng cho An Lão Tiên Sinh, làm tôn kính nhiệt tâm cho giới giáo dục quê nhà của Lão Tiên Sinh, cũng làm cho con cháu của chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ nhiệt tâm của Lão Tiên Sinh. Trương Dương không có chút hứng thú với loại bệnh hình thức này. Nhưng mà tất cả các quan viên bao gồm cả Lý Trường Vũ bên trong đều không hề biết mệt khi làm loại trò này. Đề nghị của Lý Trường Vũ chiếm được sự tán thành của mọi người, Thẩm Khánh Hoa kích động nói, đề nghị của thị trưởng Lý thật sự là nói lên suy nghĩ trong lòng tôi, từ khi tôi biết chuyện này, tôi đã suy nghĩ, cần dùng phương thức nào để tưởng niệm Lão Tiên Sinh, thông qua phương thức này, chúng ta có thể đem việc thiện của An Lão mở rộng ra ngoài, làm cho càng nhiều người đầu tư vào từ thiện. Và cũng để cho học sinh của chúng ta nhớ kỹ việc thiện của An Lão Tiên Sinh. Trương Dương đứng cuối hàng nghe thấy mấy lời nói này mà không khỏi buồn cười, hắn thấp giọng nói với Thường Lăng Phong, cái này không phải buộc An Ngữ Thần quyên tiền đều sao. Chỉ để ý đến đầu tư mà không cần báo đáp. Thường Lăng Phong cũng vui vẻ đáp, đám lãnh đạo nói chuyện ngàn vạn lần đừng tin là thật, bọn họ nói mặc kệ bọn họ, An Tiêu Thư đầu tư vào quản lý trường học, chứ không phải là quyên góp từ thiện, trên hợp đồng có viết rất rõ ràng. Đám lãnh đạo tuyên truyền như vậy, mới có lợi cho cô ta, danh lợi song thu mà. Trương Duệ Dung đi theo bên cạnh Thường Lăng Phong nói, thị trưởng Trương, nhiệm vụ công tác của tôi cho đến ngày hôm nay rốt cục đã chính thức hoàn thành, công tác tài vụ cũng đã bàn giao rồi. Trương Đại Quan Nhân nói, tốt, rồi cũng không có nói thêm gì nữa. Trương Duệ Dung không khỏi sốt ruột hỏi, tốt là ý gì? Trương Dương cười nói, tốt, là khẳng định cho công tác của cô. Trương Duệ Dung nói, cậu đã quên những lời nói lúc trước sao? Trương Dương nói cái gì? Trương Duệ Dung nói, cậu không phải nói là lúc khai giảng xong sẽ điều tôi đi sao? Trương Dương nhìn thoáng qua Thường Lăng Phong một cái, không nhịn được bật cười. Trương Duệ Dung cả giận nói, cậu cười cái gì? Có phải là muốn đổi ý không? Trương Dương nói, chuyện này cô thương lượng với Lăng Phong đi, chỉ cần hắn đồng ý, tôi không có ý kiến đâu. Thường Lăng Phong vừa nghe thằng nhãi này ném trái banh lên đầu của mình, không khỏi cười khổ nói, thị trưởng Trương, tôi làm gì có quyền lực chứ? Trương Duệ Dung hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Thường Lăng Phong lập tức im lặng không nói gì cả. Trương Dương cười nói, hai người từ từ thương lượng đi, tôi còn phải chiêu đãi lãnh đạo nữa, chuyện của tiểu Trương, sau đó rồi tính. Trương Dương bước nhanh đuổi theo Lý Trường Vũ, cười nói, thị trưởng Lý, đi ăn thôi, chúng ta đến khách sạn Bạch Lộ nhé. Lý Trường Vũ dừng chân lại, nói thôi khỏi, mới 11 giờ, tôi còn phải quay về thành phố nữa, ngày hôm nay đến đây tham dự khai giảng, chứ không phải là đến tham gia ăn cơm, mấy người cán bộ xung quanh đều nở nụ cười. Trương Dương nói, ăn đơn giản lắm, cơm nước đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu như chúng ta không ăn cũng là một loại lãng phí, hơn nữa, ông không ăn, nhưng ngày hôm nay có nhiều đồng chí đến đây vẫn chưa ăn gì, mang bụng đói trở về, không được tốt với cơ thể đâu. Thẩm Khánh Hoa chen lời vào, ăn một chút thôi, thị trưởng Lý yên tâm, chúng tôi luôn đề xướng tiết kiệm, sẽ không lãng phí phô trương đâu. Lý Trường Vũ thấy mọi người giữ lại thịnh tình như vậy, vì thế gật đầu, cùng mọi người đi đến khách sạn Bạch Lộ. Lúc ăn cơm, Lý Trường Vũ đặc biệt gọi Trương Dương vào ngồi xuống bàn, từ sau khi con trai Lý Tường Quân gây ra chuyện đến giờ, Lý Trường Vũ luôn cảm thấy có thẹn với Trương Dương, chỉ là Trương Dương không cảm thấy gì cả, chuyện Kim Toa bắt đầu từ cái bóp bị mất. Với chỉ số thông minh của Lý Tường Quân, vốn không chịu nổi sóng to gió lớn, nhưng mà hắn tự nhiên lại đi giao cái bóp cho Mã Ích Lược, làm cho chuyện này gây ra một trận sóng gió khá lớn.
Lý Trường Vũ nói, giáo dục Phong Trạch đã đứng đầu tại Giang Thành, Tiểu Trương trong công tác được phân công của mình đã làm ra thành tích không nhỏ. Thẩm Khánh Hoa còn chưa kịp nói gì, Tôn Đông Cường đã tiếp lời ngay, năng lực làm việc của Trương Dương tất cả chúng ta đều thấy, bây giờ thành phố điều hắn đến làm chỉ huy xây dựng sân bay, chẳng khác nào lấy đi một người đắc lực có thể dùng của chúng tôi. Trương Dương cười nói, hai vị thị trưởng đại nhân đề cao tôi quá, giáo dục Phong Trạch có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay, chủ yếu là do toàn thể tất cả người làm việc trong giới giáo dục nỗ lực làm việc, tôi chỉ là đúng lúc xuất hiện thành tích thì ngồi vào cương vị công tác này, tôi cũng không dám kể công mình, thị trưởng Tôn cũng đừng oán gai 65N, bây giờ tôi vẫn còn là cán bộ của Phong Trạch, tôi còn được phân công quản lý công tác chiêu thương mà. Tôn Đông Cường cười nói, mong rằng trong công tác chiêu thương cậu cũng có thể làm ra thành tích xuất sắc như là giáo dục vậy. Trương Dương nói, tôi sẽ cố gắng, cố gắng. Lý Trường Vũ nói, các cán bộ trẻ tuổi như vậy sau này chính là quân chủ lực của công cuộc cải cách sau này, cần phải dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Thẩm Khánh Hoa nghe vào trong lỗ tai, trong lòng vô cùng khó chịu, luôn cảm thấy những lời này của Lý Trường Vũ là có ý nhắm vào mình, nhưng mà ông cũng không thể biểu lộ ra được. Nâng chung trà lên nói, vì tương lai sau này của Giang Thành càng ngày càng tốt đẹp như chúng ta mơ ước. Tất cả mọi người đều cười vị bí thư già này không có sáng kiến, cái loại nói chuyện để nâng ly cũ xì như vậy mà cũng nói ra được. Lý Trường Vũ nói, tôi tin tưởng, tương lai của Giang Thành sẽ càng ngày càng tốt, tương lai của Phong Trạch sẽ càng ngày càng tốt, dân chúng của chúng ta cũng sẽ sống càng ngày càng tốt. Sau bữa trưa, Lý Trường Vũ cũng không trực tiếp quay về Giang Thành, ông đã thay đổi chủ ý. Quyết định đến công trường xây dựng sân bay để nhìn một chút. Trương Dương cùng ông đi thị sát hiện trường sân bay, Lý Trường Vũ biểu thị thỏa mãn đối với tình huống hiện tại. Lý Trường Vũ đi vào trong phòng làm việc của ban chỉ huy, lúc nhìn bản vẽ quy hoạch, có Trương Dương đứng bên cạnh làm người giới thiệu, Lý Trường Vũ hỏi ra vài vấn đề then chốt, bỗng nhiên đổi giọng nói, Tường Quân đến Viên Lâm cục làm việc rồi. Trương Dương nao nao, Lý Trường Vũ thay đổi trọng tâm câu chuyện với biên độ quá lớn. Làm cho não của hắn thiếu chút nữa không đuổi kịp rồi. Trương Dương cười nói, tính tình của hắn có thể thích ứng được với công việc không? Lý Trường Vũ nói, chú cũng không có biện pháp với nó không phải là nhân tài kinh thương, nếu như theo đuổi sợ rằng không có lý tưởng, sớm muộn gì cũng gây ra phiền phức cho chú, đầu của nó quá đơn giản, dễ bị người ta lợi dụng. Trương Dương nói, ngã một lần, chịu khổ bên ngoài một chút, trong lòng sẽ hiểu rõ hơn một ít. Lý Trường Vũ nói, hai đứa con của chú, thằng nhỏ tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng mà làm việc rất kiên trì, còn thằng lớn thì không có bản lĩnh nhưng cả ngày lại đi gây sự, không biết kiếp trước chú đã làm sai chuyện gì, mà lại có một thằng con bất hiếu như vậy. Trương Dương cười nói, thật ra hắn cũng không có chọc ra phiền phức gì nhiều, sau này dạy dỗ hắn một chút, sẽ tốt hơn thôi. Lý Trường Vũ nói, thằng nhóc này đã mang đến cho con không ít phiền phức rồi. Trương Dương cười nói, thật ra con vẫn luôn không thích Mã Ích Lượng, nếu như không phải do Tường Quân gây ra chuyện, con đúng là không có lý do nào để đối phó với Mã Ích Lượng, từ điểm này mà nói, con phải cảm ơn hắn. Lý Trường Vũ nói, nghe nói Mã Ích Lượng đã chính thức bị khởi tố, nếu như tội danh thành lập ít nhất cũng phán 3 năm tù. Trương Dương nói, con không có hứng thú hắn bị xử lý như thế nào cả, người này chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi, con chỉ là không nghĩ ra. Vương Quân Giao vì sao lại muốn mở hộp đêm tại Giang Thành, vì sao lại muốn mời Mã Ích Lượng làm quản lý. Lý Trường Vũ nói, cái này cũng không có gì kỳ quái, trước mặt lợi ích, bất luận kẻ nào cũng sẽ động tâm, bà ta muốn kiếm tiền, mà Mã Ích Lượng lại đúng lúc có kinh nghiệm quản lý hộp đêm. Trương Dương lắc đầu nói, con đã gặp người đàn bà này, cảm thấy bà ta không đơn giản, theo con được biết, bà ta cũng không thiếu tiền, lẽ nào bà ta mở hộp đêm tại Giang Thành chỉ là bởi vì nổi hứng nhất thời. Lý Trường Vũ nói, chú chưa từng gặp qua bà ta, chỉ biết bà ta là em gái của cục trưởng Vương, còn nữa, bà ta có rất nhiều tiền, mục đích mà bà ta đầu tư kim toa vốn rất đơn giản, nhưng mà trong quá trình quản lý của Mã Ích Lượng lại xảy ra vấn đề thôi. Trương Dương nói, con người của Mã Ích Lượng như thế cũng chỉ có thể làm lính hầu mà thôi, bị người ta lợi dụng. Chỉ cần mất đi giá trị lợi dụng, thì sẽ bị ném đi. Lý Trường Vũ không khỏi nhớ đến Chủ tịch Hiệp hội Thương nghiệp Chính trị Mã Ích Dân. Cảnh ngộ của hai anh em nhà này sao mà tương tự quá, nhưng mà Mã Ích Dân đối với người ta ít ra vẫn còn đang có giá trị lợi dụng, sóng ngầm của chính đàn Giang Thành đã bắt đầu khởi động, với lực lượng mà Tả Viên Chiêu dẫn đầu đang không ngừng khiêu khích quyền uy của Đỗ Thiên Giã, chính trị vĩnh viễn là như vậy, chỗ nào có chính trị chỗ đó sẽ có đấu tranh, không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn không tạm dừng.
Trương Dương đem đấu tranh chính trị trở thành một loại hưởng thụ, nhưng mà hắn cũng rõ ràng đấu tranh chính trị tuyệt đối không thể chiếm toàn bộ cuộc sống của hắn được. Hắn có bạn bè, có người thân, có vợ con, còn có một nữ đồ đệ xinh đẹp chờ hắn đến cứu vớt. Sau điển lễ khai giảng Chí Viễn Trung học, chuyện đầu tiên mà Trương Dương làm chính là cùng An Ngữ Thần đi đến núi Thanh Thai, kết quả kinh mạch của An Ngữ Thần đã làm cho hắn mang tâm sự nặng nề, kinh ngạc của An Ngữ Thần lại có dị tượng, nhiều chỗ xuất hiện hiện tượng bế tắc kinh mạch, muốn trì hoãn sự phát tác của bệnh tình, thì nhất định phải cần có nội lực đả thông kinh mạch bế tắc cho cô ta. Trước khi tìm được phương pháp chữa trị tận gốc của bệnh, thì đây chính là lựa chọn duy nhất. Quá trình hành công cực kỳ hung hiểm, phải có người bên cạnh hộ pháp, bảo đảm là không có người ngoài quấy rối. Người lựa chọn thích hợp nhất chỉ có thể là Lý Tín Nghĩa. Lý Tín Nghĩa võ công cao siêu, hơn nữa lại là ông chủ của An Ngữ Thần, cực kỳ quan tâm về đứa cháu gái này. An Ngữ Thần đến làm cho Lý Tín Nghĩa hài lòng không gì sánh bằng, lão đạo sĩ mừng rỡ giống như là một ngoan đồng vậy, ngoài miệng nói là vui vì Trương Dương đến, nhưng trên thực tế lại là vì đứa cháu gái. An Ngữ Thần một mình đi đến mộ của ông nội, Trương Dương không theo hộ tống cô. Lão đạo sĩ vốn muốn đi theo, chỉ là bị Trương Dương gọi lại, hai người đi vào trong phòng của ông. Lý Tín Nghĩa không nhìn được nói, có chuyện gì nói mau, hoang sơn dã lĩnh, để cho một mình nó đi vào tôi lo lắm. Biểu tình của Trương Dương đầy ngưng trọng, lần này sở dĩ tôi dẫn cô ta đến đây, là bởi vì bệnh tình của tiểu yêu càng lúc càng nặng. Lý Tín Nghĩa nghe thấy câu này, khuôn mặt nhất thời đầy vẻ kinh hoàng, tuy rằng ông đã xuất gia, nhưng mà vẫn chưa thể dứt bỏ được cốt nhục thân tình. Huống chi đại ca của ông Chí Viễn trước khi lâm chung đã dặn riêng ông, muốn ông phải chăm sóc đứa cháu gái duy nhất này. Trong lòng Lý Tín Nghĩa đã coi An Ngữ Thần là một viên minh châu, vừa nghĩ đến số phận bất hạnh của đứa con gái này, lão đạo sĩ không khỏi run giọng, vậy nên làm thế nào đây? Vậy nên làm thế nào đây? Trương Dương nói, những năm gần đây tôi vẫn suy nghĩ về phương pháp trị liệu cho cô ấy, nhưng vẫn không tìm được phương pháp nào có thể trị liệu tận gốc hoàn toàn. Lý Tín Nghĩa nói, con gái một đời của An gia chúng tôi tất cả đều không sống quá 20 tuổi, hôm nay chỉ còn lại một mình tiểu yêu, trước mặt của Trương Dương, ông cũng không giấu giếm quan hệ của mình và An gia. Trương Dương nói, đạo trưởng Lý, lần này tôi dẫn cô ấy đến đây là vì muốn giúp cô ấy đả thông kinh mạch, trì hoãn thêm một thời gian. Lý Tín Nghĩa nói, sử dụng nội lực để đả thông kinh mạch bị bế tắc, là một phương pháp cực kỳ hao tổn chân nguyên, thật sự là khổ cực cho cậu. Trương Dương nói, đừng quên, tôi là sư phụ của cô ấy, tôi cũng đã đáp ứng với An lão, chăm sóc tốt cho tiểu yêu, chữa bệnh tốt cho tiểu yêu, chỉ cần có một cơ hội, thì tôi sẽ tận lực làm việc. Lý Tín Nghĩa nói, phía sau Tử Hà Quan của tôi có một hang đá, ngày thường dùng tôi luyện công, cậu có thể dùng nó để trị liệu, đến lúc đó, tôi ở bên ngoài hộ pháp. Hang đá luyện công của Lý Tín Nghĩa nằm ngay phía sau Tử Hà Quan, hang đá này chỉ sâu khoảng 10 mét, phía trên có một lỗ thủng. Ánh sáng mặt trời có thể thông qua cái lỗ ấy mà chiếu vào bên trong, soi sáng cho cả hang đá. Trương Dương và An Ngữ Thần đi vào trong hang đá, Trương Dương chỉ vào một khối đá lớn ở giữa, nói, bình thường đạo trưởng Lý hay ngồi ở trên đây luyện công sao? Lý Tín Nghĩa cười gật đầu nói, mấy chục năm rồi, ngồi lâu quá, làm cho tảng đá cũng bị mòn luôn, lúc cậu ngồi lên nó thì phải cẩn thận đó. Trương Dương cười cười nói, người ta là chắc chắn để ngồi xuống. Còn đạo trưởng thì lại kêu ngồi cẩn thận. Lý Tín Nghĩa nói, tôi làm gì có bản lĩnh như vậy, lỗ thủng này là do thiên nhiên hình thành, từ khi tôi đến Tử Hà Quan, thì đã có lỗ thủng này rồi, sự tồn tại của nó cũng có diệu dụng, ánh mặt trời có thể từ đó mà chiếu vào, lúc trời mưa, nước mưa cũng có thể từ đó mà chảy xuống. Lý Tín Nghĩa chỉ vào một khe đá dưới chân, nói cái khe đá này cũng là do nước mưa rơi xuống lâu ngày mà thành. Trương Dương đến nơi này không phải để thưởng thức cảnh trí. Hắn mỉm cười nói, tôi giúp tiểu yêu đả thông kinh mạch, làm phiền đạo trưởng đứng bên ngoài hộ pháp cho chúng tôi. Lý Tín Nghĩa gật đầu, ông ta nhìn thoáng qua An Ngữ Thần bằng cặp mắt thân thiết, sau đó mới lui ra ngoài. An Ngữ Thần đương nhiên nhớ kỹ mỗi lần Trương Dương dùng nội lực để chữa thương cho mình, mỗi lần chữa thương thì Trương Dương lại hao tổn rất lớn chân nguyên, giống như là bị bệnh nặng một trận vậy. An Ngữ Thần thật sự không đành lòng để hắn mạo hiểm vì mình, nhẹ giọng nói thật ra tôi cũng thấy đủ rồi. Vô luận là lúc nào rời đi, cũng không có bất kỳ tiếc nuối nào hết. Trương Dương cười nói, cô thật là ích kỷ, cô không tiếc nuối, nhưng tôi có tiếc nuối với cô đi đâu cũng nói là đồ đệ của tôi, nhưng ngay cả đồ đệ mà tôi cũng không cứu được, về sau tôi làm gì còn mặt mũi nhìn người chứ. An Ngữ Thần buồn bã nói, tình huống của tôi rõ ràng nhất,
mỗi lần anh chữa thương cho tôi đều mạo hiểm rất lớn, nhưng cái có thể làm được chẳng qua cũng chỉ là kéo dài tính mạng của tôi thêm vài ngày mà thôi, vì tôi mà mạo hiểm như vậy, không đáng. Trương Dương nói, nếu như cô mà chết như vậy thật, thì tôi sẽ mất mặt lắm. Đôi mắt đẹp của An Ngữ Thần nổi lên một sự rung động, cô bỗng nhiên nói, nếu như tôi chết, anh có đau lòng không? Trương Dương do dự một chút, gật đầu. An Ngữ Thần nói, bao lâu? Một ngày, một tháng, hay một năm? Trương Dương thấp giọng nói, còn sống một ngày thì sẽ đau lòng một ngày, sống một tháng sẽ đau lòng một tháng, nếu như tôi còn có thể sống nửa đời người, thì tôi sẽ đau lòng nửa đời người. An Ngữ Thần nghe thấy lời nói của hắn, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận rung động, vành mắt đỏ lên, nước mắt trong suốt tuôn trào ra. Trương Dương nói, cô không thể chết được, nếu như cô chết, tôi làm sao mà tìm được một nữ đồ đệ vừa xinh đẹp vừa hiếu thuận như vậy? An Ngữ Thần nói, sư phụ trong thiên hạ chú trọng hình tượng nhất chỉ có một mình anh, nói ra cái chuyện như vậy, cũng không sợ người ta chê cười. Trương Dương nói, người khác nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là, cô xem tôi là sư phụ hay không? An Ngữ Thần Dương Dương gật đầu, Trương Dương vươn bàn tay to qua, lau đi những giọt nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói, như vậy có thể sẽ có chút đau. Tôi chịu được. Lúc chữa thương không thể mặc nhiều. Trương đại quan nhân tuy rằng ôm tâm lý chữa bệnh cứu người, nhưng mà trước mặt nữ đồ đệ mà nói ra chuyện này cũng không khỏi có chút xấu hổ. An Ngữ Thần nói, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh. An Ngữ Thần ngồi khoanh chân trên tảng đá, Trương Dương ngồi phía sau thân thể của cô, chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng nói, vậy. Cô rõ rồi chứ? Tuy rằng An Ngữ Thần rất rộng lượng nhưng mà trước mặt của Trương Dương, cởi bỏ hết quần áo toàn thân và đồ dùng hàng ngày ra, thì cũng đỏ mặt tim đập nhanh, cô cắn môi. Xoay người lại nhìn thoáng qua Trương Dương, thấy hai mắt của hắn nhắm nghiền lại, làm ra vẻ chính nhân quân tử, An Ngữ Thần có chút thẹn thùng cau mũi lại, lúc này mới bắt đầu thong thả cởi bỏ quần áo. Bên trong hang đá vô cùng vắng vẻ, Trương Dương nghe thấy tất cả tiếng động cởi đồ của An Ngữ Thần, hắn phát hiện ra rằng có đôi khi thính giác tốt quá cũng không phải là một chuyện tốt gì, những tiếng động này rõ ràng đang khảo nghiệm ý chí của hắn mà. Cứ mỗi lần đến thời gian ngày, trong đầu Trương Đại Quan Nhân lại nghĩ đến các điều lệ đảng. Nghĩ đến những quy tắc ngày xưa, cũng không phải hắn thật sự thích nhớ đến mấy chuyện này, dù sao thì cũng phải tìm một chút gì đó phân tán lực chú ý để làm. Trương Đại Quan Nhân rất rõ ràng, rất nhiều người trước khi chết có hô to muôn năm, nhưng đấy không phải là anh dũng không sợ, mà chỉ là phân tán cảm giác sợ hãi đối với cái chết thôi. Nhưng mà, cái Trương Đại Quan Nhân đang đối mặt không phải là cái chết, mà là nữ đồ đệ quốc sắc thiên hương, ý chí của Trương Đại Quan Nhân cũng không giống bình thường. Xua tan đi một chút tạp niệm, trong đầu Trương Dương một mảnh trống rỗng, nhập định vận công, ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ, chân khí trong cơ thể đã vận hành 12 chu thiên, Trương Dương bỗng nhiên ở mắt ra, tay phải vung lên, chậm rãi vỗ một chưởng về huyệt bách hội trên đỉnh đầu của An Ngữ Thần, thân thể mềm mại của An Ngữ Thần run lên kịch liệt, chỉ cảm thấy một cổ khí lưu cực lạnh từ trên đỉnh đầu nhập vào trong cơ thể. Giống như là đang trần truồng đứng giữa trời băng đất tuyết, mạch máu quanh thanh trong chốc lát tựa hồ đã đọng lại. Bàn tay của Trương Dương đã rút về, trưởng thứ hai đánh ra, vẫn tiếp tục đánh vào một vị trí trên đỉnh đầu của An Ngữ Thần. Khí lưu từ một trưởng này lại cực kỳ nóng, nóng đến cháy da cháy thịt, làm cho huyết mạch quanh thân của An Ngữ Thần nhanh chóng co rút lại, đầu dường như vỡ ra, đau đến nỗi làm cho sắc mặt của cô tái nhợt, cắn chặt môi, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra. Trương Dương ra tay cực nhanh, hắn lấy kim châm, dùng tốc độ nhanh như sấm sét châm vào huyệt hậu đỉnh của An Ngữ Thần. Kim châm đâm vào nội thức cũng đồng thời đưa vào, ngay sau đó sử dụng kim châm để đâm vào các huyệt đạo quan trọng trong đốc mạch của An Ngữ Thần như cường giang, não hộ, phong phủ, đại truy, đào đạo, thân trụ, thần đạo, linh thai. Đả thông kinh mạch cho An Ngữ Thần khó khăn hơn người thường gấp trăm lần, An Ngữ Thần trời sinh là tuyệt mạch rồi, Trương Dương muốn đả thông huyệt đạo trong cơ thể của cô, giống như là phá núi nổ đá vậy, lợi dụng biến hóa nội tức trong cơ thể, nóng lãnh thay thế. Mạnh mẽ đả thông một con đường bên trong kinh mạch của cô, vào thời đại này cũng chỉ có một mình nội lực của Trương Dương mới có thể làm được điều mà trước khi hắn tu hành âm sát tu la trường, thì cũng không thể nào sử dụng phương pháp nóng lạnh phối hợp. Lúc Trương Dương chữa bệnh cho Thường Hải Tâm, bất đắc dĩ sử dụng âm sát tu la trường có xung đột với nội lực tu hành vốn có của hắn, trong quá trình chữa thương cũng mạo hiểm vô cùng. Ngày hôm nay nếu không phải là bất đắc dĩ, thì hắn cũng không dám mạo hiểm. Trương Dương đã suy nghĩ rất lâu, chỉ có dùng loại phương pháp nóng lãnh lẫn nhau, đem nội thức nhập vào huyệt đạo bên trong cơ thể của An Ngữ Thần, dùng nội lực bá đạo trùng kích kinh mạch bế tắc của cô,
từ đó dựng lên một con đường trong kinh mạch, thì như vậy mới có thể trì hoãn sinh mạng cho An Ngữ Thần, đối với Trương Dương mà nói, phương pháp như vậy hung hiểm đến cực điểm. Trương Dương đâm hết nốc mạch, lại dùng kim châm đâm tiếp vào đại huyệt nhâm mạch của An Ngữ Thần, 14 huyệt đạo âm duy mạch. Khi đến huyệt đạo dương duy mạch thứ 32, thì trên đỉnh đầu của Trương Dương đã bốc khói trắng lên, quần áo trên người cũng ướt đẫm mồ hôi rồi, giống như là tảng đá lớn trong lòng hắn vậy, lúc nào hắn cũng có thể ngã xuống. Trương Dương lại rút kim châm ra, lần này không phải là đâm về hướng An Ngữ Thần, mà là rút tay đâm về hướng huyệt đàn trung của mình, tia sáng trong mắt rực rỡ lên, Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, hai tay niệp khởi ba cây kim châm đâm vào đáy mạch của An Ngữ Thần. Đây là lần thứ hai từ khi sống lại đến giờ Trương Dương lợi dụng phương pháp kim châm đâm huyệt để kích phát tiềm lực của bản thân, loại phương pháp này tuy rằng có thể đề thăng nội lực của mình trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà lại gây tổn thương rất lớn đối với kinh mạch. Nếu như không phải vì sinh mệnh của An Ngữ Thần, thì Trương Dương tuyệt đối sẽ không liều lĩnh lần thứ hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 465.